Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện nói bờ công pháp, Đồ Nhi Ngươi Thật Luyện Thành, tác giả Bán Đạo Thanh Phong. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 351, Thần Long Hàng Thế, Định Tức Chém Thần. Như thế nào? Nhìn thấy Hứa Viêm trở về, Lý Huyền mở miệng cười hỏi. Chỉ cần trải vuốt một cái đoạt được, liền có thể hiểu rõ. Hứa Viêm mừng rỡ nói. Lý Huyền so hắn còn cao hứng hơn, ý vị này, hắn sắp bước vào phá hư cảnh. Khoảng cách siêu thoát thiên địa, bước ra bước then chốt. Rất tốt. Lý Huyền vui mừng gật đầu. Sư phụ, thiên quật bên trong tựa hồ có một ít bất phàm khí tức, cũng không phải là linh khí, nhưng là không biết là cái gì, ta nghĩ đi thiên quật bên trong nhìn xem. Cảm ngộ một cái, có hay không có thu hoạch? Hứa Viêm mở miệng nói ra. Lý Huyền nhẹ gật đầu, thiên quật xuất hiện, hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Tất nhiên Hứa Viêm nói thiên quật bên trong, tồn tại bất phàm khí tức, có thể sẽ có thu hoạch, kia dĩ nhiên muốn vì đồ đệ tiến vào thiên quật bình định chướng ngại a. Cái này chướng ngại, dĩ nhiên chính là Mị Vu. Vì chính mình võ đạo đại nghiệp, Mị Vu phải chết a. Ta xem ngươi cũng tăng lên tới đỉnh phong, chuẩn bị xong chưa? Lý Huyền y nguyên ngồi tại trên ghế, thậm chí đều chẳng muốn đứng lên. Có thể giết thiên tôn Mị Vu, thực lực như thế, nhưng là đều không có tư cách để cao nhân đứng lên nghiêm túc một cái. Không hổ là cao nhân a. Phó Thiên Hải đám người trong lòng rung động không thôi. Hứa Viêm sư phụ, vậy mà như thế cường đại, vậy mà là như vậy cao nhân, không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc a. Thiên Vũ Điện Chủ ở trong lòng điên cuồng khuyên bảo chính mình. Đồng thời có chút vui mừng. Lúc trước không có đích thân xuất thủ, là phi thường cử chỉ sáng suốt, nếu không một khi xuất thủ, Thiên Vũ Điện sợ rằng đã bị diệt. Hắn nhìn thoáng qua bên trên trường thanh các Phương Hạo, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Phương Hạo, cũng là cao nhân đồ đệ. Cái này Vạn Thế Minh, đánh vỡ linh vực cách cục sự tình, nên như thế nào ứng đối? Việc này, không phải ta Thiên Vũ Điện có thể quản. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ Điện trong lòng đã tính toán, như thế nào mới có thể hóa giải một cái cùng Phương Hạo một chút khúc mắc. Mị Vu nhưng là giận không nhịn nổi, đối phương như vậy ngạo mạn, như vậy không đem nàng để ở trong mắt, quả thật đáng ghét đến cực điểm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta Mị Vu, chỉ cần thiên quật còn tại, ngươi cho dù mạnh hơn ta, cũng đừng hòng giết được ta. Mị Vu trên thân hồng nhạt ánh sáng hiện lên mà ra. Một cỗ đặc biệt khí tức khuấy động tại bốn phía, liền thiên địa linh cơ, đều tựa hồ đối với cái này khó chịu, thiên địa linh khí đều phẳng phất bị nhuộm thành nhàn nhạt hồng nhạt. Thật mạnh. Vũ Thiên Nam đám người trong lòng run lên. Mị Vu giờ phút này bày ra thực lực, hiển nhiên so với lúc trước cùng trời tôn giao chiến lúc mạnh hơn. Ta Mị Vu tất nhiên bước vào thiên địa này, liền mơ tưởng đem ta triệt để trục xuất. Ta Mị Vu lực lượng vô cùng vô tận, lại nhìn ngươi làm sao giết ta. Ngươi mạnh hơn, lại có thể thế nào? Mị Vu không có sợ hãi nói. Lý Huyền ánh mắt lạnh nhạt nhìn, chợt nhìn hướng thiên quật, như có điều suy nghĩ. Mị Vu nói, xác thực không sai, nàng không phải dễ dàng như vậy triệt để bị diệt sát. Nhưng hắn gặp phải, là chính mình cái này cao nhân, một thân thực lực cũng không phải thái thương thiên địa võ đạo. Thiên quật, thiên địa lỗ thủng, Mị Vu từ thiên quật mà đến, thiên ngoại địch sao? Lý Huyền đột nhiên có suy đoán. Trong lòng đối thiên quật, cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ có thể dò ngó thiên địa bên ngoài? Dùng cái gì thần thông tốt đâu? Lý Huyền chợt lại bối rối, dùng pháp thiên tượng địa, mặc dù cường đại lại rung động người, nhưng mang ý nghĩa chính mình muốn rời khỏi ghế tựa, cùng gió khinh vân nói. Phất tay chấn áp Mị Vu cao nhân thái độ có chỗ không hợp. Dùng kiếm lý càn khôn. Lý Huyền chợt lại phủ định, cuối cùng quyết định sử dụng thần thông. Thần Long Hàng Thế. Phất tay, thần Long Hàng Thế mà đến, chấn sát đạo trích, cái này đầy đủ rung động a. Cũng coi là cho linh vực đám võ giả mở mang tầm mắt. Ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn xuất thủ. Lý Huyền không nhìn Mị Vu cuồng nộ, lãnh đạm nói. Tới đi, lại nhìn xem ngươi có gì thực lực, như vậy tùy tiện. Mị Vu cười lạnh một tiếng. Hồng nhạt quang mang đại thịnh, một đóa to lớn hồng nhạt hoa sen, lơ lửng tại nàng trên đầu. Lý Huyền ngồi tại trên ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn hướng nàng, nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngao! Theo một trưởng này vỗ nhẹ, một cỗ lớn lao chi uy, ẩm vang giáng lâm, thiên địa phong vân biến sắc, một tiếng long ngâm vang lên, phảng phất thiên địa sinh linh đều muốn vì thế run rẩy. Kim quang hiện lên, một đầu hoàng kim cự long đột nhiên xuất hiện, hai mắt lẫm liệt sinh uy, không mang mảy may tình cảm. Lãnh đạm nhìn hướng Mị Vu, cuồn cuộn long uy, cuốn lên mây gió đất trời, lôi đình giữa không trung hiện lên. Phó Thiên Hải chờ một đám linh vực cường giả,
hai mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy, hô hấp đều phảng phất ngưng trệ, một mặt kinh hãi chi sắc. Cái kia kim sắc cự long, cuồn cuộn long uy, làm cho bọn họ thần hồn đều phảng phất tại run rẩy. Chỉ là nhìn một chút, liền có một loại không thể ngưỡng mộ cảm giác. Chân long, Mị Vu cũng là hoảng sợ thất sắc. Hoàng kim cự long nâng lên một cái long chảo, phong vân lôi đình vờn quanh, bỗng nhiên giết tới. Ta không tin. Mị Vu âm thanh gào thét, hồng nhạt hoa sen ẩm vang tản ra, thẳng hướng hoàng kim cự long. Nhưng mà, hồng nhạt quang mang tại băng diện. Hoàng kim cự long giống như thần long hàng thế, một chảo phía dưới, tất cả phòng ngự cùng công kích, đều bị xé rách băng diện. Oanh! Long uy khuấy động, râu rồng tung bay, một chảo phía dưới. Mị Vu nháy mắt băng diện, hồng nhạt quang mang, tại long uy càn quét phía dưới, hoàn toàn biến mất. Mà giữa thiên địa, đã không có Mị Vu khí tức, chỉ có cuồn cuộn long uy, khuấy động mây gió đất trời. Mị Vu chết. Liền thiên tôn cũng không là đối thủ, nuốt chửng thiên tôn về sau, thực lực càng mạnh Mị Vu, lại bị một kích diệt sát. Đó là trong truyền thuyết chân long. Tuyệt thế cao nhân, một chưởng chân long giáng lâm, đây là thực lực cỡ nào? Mọi người kinh hãi không thôi. Đây là hàng long chưởng. Hứa Viêm cũng là vô cùng kinh hãi. Thần thông cấp hàng long trưởng, đây là hàng long trưởng thần thông. Hứa Viêm trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức đột phá thần thông cảnh, cũng như sư phụ đồng dạng, một trưởng phía dưới, chân long giáng lâm. Sư phụ dùng có một phần vạn thực lực sao? Phương Hạo tự lẩm bẩm nói. Nói cái gì đó, sư phụ liền một tia bản nguyên khí tức cũng không dám lộ rõ, sợ chế tạo thiên địa hạo kiếp, một trưởng này làm sao có một phần vạn thực lực. Hứa Viêm một mặt nghiêm túc uốn nắn nói. Mạnh Sung gật đầu, đại sư huynh nói đúng, sư phụ một trưởng này, sử dụng thực lực bất quá một phần ức triệu. Phương Hạo xấu hổ, chính mình vậy mà cảm thấy sư phụ, vận dụng một phần vạn thực lực. Quả nhiên, vẫn là đại sư huynh hiểu rõ nhất sư phụ, cũng chỉ có đại sư huynh, mới nhìn trộm đến sư phụ một tia thực lực chân chính. Hứa Viêm giờ phút này nhưng là một mặt vẻ xấu hổ, đều tại ta thực lực tăng lên quá chậm, nếu không không cần sư phụ xuất thủ. Sư phụ mỗi lần xuất thủ, đều muốn tận khả năng áp chế chính mình. Sợ cho thiên địa mang đến hạo kiếp, thực sự là quá làm khó sư phụ. Mạnh Sung cùng Phương Hạo nghe vậy, cũng không khỏi đến một mặt vẻ xấu hổ. Đều là đồ đệ bất lực, liền như thế yếu địch nhân đều không đối phó được, cần làm phiền sư phụ xuất thủ. Vũ Thiên Nam đám người. Cái này nói là tiếng người sao? Bọn họ cũng không biết, nên dùng loại nào từ ngữ để hình dung giờ phút này rung động nội tâm. Lý Huyền trong lòng thoáng lúng túng một cái, đồ đệ này thổi đến thật không hợp thói thường a. Còn tốt, sư phụ thực lực đủ cường đại. Có khả năng duy trì được như vậy to lớn cao ngạo, thâm bất khả trắc cao nhân hình tượng. Mọi người nhìn hướng thiên quật, hoàng kim cự long còn không có biến mất, xoay quanh tại thiên quật bên trên, hai mắt kim quang lẫm liệt. Sư phụ, Mị Vu chết rồi. Tố Linh Tú kích động mà hỏi. Chết rồi, cũng không có chết. Lý Huyền lạnh nhạt nói. Gọi thế nào chết cũng không có chết. Tố Linh Tú nghi hoặc. Hứa Viêm mấy người cũng là như vậy, sư phụ một kích phía dưới, triệt để chôn vùi Mị Vu, làm sao còn chưa có chết đâu. Mị Vu từ thiên quật mà đến, bản thể không tại linh vực. Lý Huyền lạnh nhạt ra giải thích một câu. Đây không phải là bản thể. Hứa Viêm mấy người đều lấy làm kinh hãi. Nhất là Vũ Thiên Nam đám người, liền thiên tôn đều bị nuốt chửng, cường đại như thế Mị Vu, vậy mà không phải bản thể. Lý Huyền không có giải thích, hắn đang chờ Mị Vu một lần nữa tập hợp xuất hiện. Hồng nhạt tia sáng, từ thiên quật hiện lên mà ra. Mị Vu thân hình xuất hiện lần nữa, chỉ là có vẻ hơi yếu, dù sao cũng là vừa mới tập hợp mà thành thân thể. Các hạ hảo thủ đoạn, Nô Gia ghi nhớ ngươi, đắc tội ta Mị Vu, cũng sẽ không có kết cục tốt. Một lần nữa ngưng tụ mà ra Mị Vu, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đổi một cái người giống như. Lại phảng phất, thay đổi một cái tính cách. Lý Huyền đứng lên, từ trường thanh các phi thuyền đi ra, lạnh nhạt nói, biết ta, vì sao chờ ngươi sao? Mị Vu nghi hoặc, ta là muốn nói cho ngươi, giết ngươi không khó, cho dù ngăn cách vô số không gian, y nguyên như vậy. Lý Huyền một bên nói, khí tức thần bí hiện lên. Đại hoang thần tướng cũng nổi lên, cái này Mị Vu, tuyệt đối là trí cường giả, bản thể thực lực hẳn là rất cường đại. Chỉ là không cách nào tới mà thôi. Cho nên, Lý Huyền muốn kinh sợ đối phương, làm cho đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ. Theo đại hoang thần tướng hiện lên, Mị Vu lạnh lùng đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ chấn động. Người kia sau lưng, phảng phất thiên địa bắt đầu, hỗn độn sơ khai, man hoang, cổ xưa, vĩnh hằng. Thần bí khó lường, phảng phất thiên địa so sánh với hắn, đều lộ ra nhỏ bé. Mị Vu như vậy, Vũ Thiên Nam đám người càng là kinh hãi, hai mắt gần như lồi ra viền mắt, miệng há lớn đều chưa từng phát giác, cả người đều ngốc trệ. Đây là, bên trong trường thanh các, Hứa Viêm mấy người đều rung động thật sâu. Lý Huyền có chút giơ tay lên, theo hắn khẽ động, thiên địa lay động, phảng phất sắp long trời lở đất đồng dạng,
lại phảng phất thiên địa đều muốn vì đó vỡ vụn. Tay có chút dừng lại, không có tiếp tục nâng lên, mà là ngón tay nhất câu, mị vu một sợi khí tức, rơi vào trong tay hắn. Kiếm này, cho ngươi một cái cảnh cáo. Lý Huyền nói xong, ngón tay búng một cái, hoàng kim cự long đáp xuống, nháy mắt xé rách mị vu, chợt hóa thành một thanh màu vàng cự kiếm, đâm về phía thiên quật, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Định tức chảm thần kiếm, trực tiếp dùng mị vu một sợi khí tức, một kiếm chém vào nàng bản thể. Đây là một cái cảnh cáo. Lý Huyền xem chừng, một kiếm này uy lực tuy mạnh, chưa hẳn liền có thể chém giết mị vu. Bất quá, đủ để chấn nhiếp đối phương. Quay đầu nhìn thoáng qua đại hoang thần tướng, lắc đầu, khí tức thần bí thu lại, đại hoang thần tướng biến mất, hắn về tới trường thanh các bên trên ghế ngồi xuống. Lại khôi phục thường thường không có gì lạ bộ dạng. Từ đại hoang thần tướng hiện lên, đưa tay chấn sát mị vu, bất quá trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà, Phó Thiên Hải chờ một đám linh vực cường giả, tất cả đều kinh hãi không thôi, ánh mắt đều lộ ra ngốc trệ. Đây là cường đại cỡ nào tồn tại a? Hứa Viêm nói, sư phụ hắn tiết lộ một tia bản nguyên khí tức, đều sẽ mang đến thiên địa hạo kiếp, chỉ cho là tại thổi phồng sư phụ, kết quả vậy mà là thật. Bất quá là hơi nhấc khoát tay, thiên địa đều đang lay động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Bực này tồn tại cường đại, quả thực bất khả tư nghị. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với cường giả nhận biết. Thật sự là làm khó cao nhân a. Vì cứu linh vực, vì giết mị vu, không thể không ra tay, nhưng lại không dám vận dụng một tia thực lực chân thật, cực lực áp chế tự thân tu vi, có thể nghĩ cao nhân trong lòng là có nhiều bất đắc dĩ. Giờ khắc này, linh vực chúng cường giả cảm giác tầm mắt của mình bị mở ra, nguyên lai thế gian thật sự có kinh khủng như vậy tồn tại, hoàn toàn vượt ra khỏi đối với cường giả, hạn mức cao nhất nhận biết. Cảm ơn cao nhân, cứu ta linh vực. Cao nhân ân đức, linh vực vạn thế khắc ghi. Đại Chu Hoàng dẫn đầu bái phục trên mặt đất cao giọng hô. Phó Thiên Hải đám người, cũng nhộn nhịp bái phục trên mặt đất, cung kính không thôi. Trong lòng kích động không thôi, linh vực có cái này cao nhân tồn tại, gối cao không lo a, chỗ nào còn sẽ có nguy cơ. Bất quá, Vân Châu cùng Đại Trạch Châu kiếp nạn này, tạo thành tai nạn cũng là khó có thể tưởng tượng, cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục tới. Việc nhỏ mà thôi. Lý Huyền lạnh nhạt nói. Đồ đệ đều nói chính mình, động một chút thiên địa đều muốn dung chuyển, đương nhiên phải ngồi vững một cái a. Cho nên, hắn vừa rồi đưa tay thời điểm, nhìn như thiên địa dung chuyển, kỳ thực bất quá là trực tiếp điều khiển thiên địa pháp tắc, chế tạo ra biểu hiện giả dối mà thôi. Nhưng bởi vì là lấy thiên địa pháp tắc chế tạo ra dung chuyển, cho nên cho người cảm giác, cùng thiên địa dung chuyển không có gì khác nhau, cũng khó có thể phát giác trong đó khác nhau. Luận đối với thiên địa pháp tắc hiểu rõ, Lý Huyền tự tin chính mình nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Thiên quật khôi phục bình tĩnh, không có hồng nhạt khí tức hiện lên, mị vu tựa hồ đã bị triệt để chém giết. Trường thanh các phi thuyền đi tới thiên quật phía trên, mọi người nhìn xuống dưới, xám đen hang động, giống như một cái to lớn lỗ thủng, có không biết khí tức đang tràn ngập quanh quẩn trong đó. Thiên địa lỗ thủng a, đây là tại thiên địa bên trong, mở rộng một cái không gian. Lý Huyền có chút kinh nghi. Khó trách Hứa Viêm tại bên trong thiên quật, có thể tìm hiểu ra phá hư cảnh chi pháp, bởi vì thiên quật tồn tại, là tại thiên địa hư không bên trong, tạo ra một cái lỗ thủng. Thân hình khẽ động, liền bước vào thiên quật bên trong. Thần ý bao trùm toàn bộ thiên quật. Hứa Viêm nói tới cái chủng loại kia bất phàm khí tức, Lý Huyền đã phát giác, quả thật có chút bất phàm, mơ hồ có một loại không thể xóa nhòa ý vận. Một ý niệm, từng sợi khí tức tụ đến. Vô hình không thể nhận ra khí tức, quanh quẩn tại trên bàn tay, Lý Huyền yên lặng ngắm nghía. Những khí tức này vô cùng đặc thù, phảng phất không cách nào luyện hóa. Không cách nào luyện hóa, cũng liền mang ý nghĩa võ giả không cách nào vận dụng, thậm chí một khi tiến vào trong cơ thể, số lượng một khi nhiều, ngược lại sẽ đối với võ giả tạo thành ảnh hưởng. Đây là cái gì khí tức? Lý Huyền trong lòng hiếu kỳ, ánh mắt nhìn hướng thiên quật dưới đáy. Chỗ này thiên quật không tính là quá lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ, ngoại trừ như xám đen lỗ thủng, bao phủ bất phàm khí tức bên ngoài, lại không vật gì khác, mị vu cũng đã biến mất. Thiên quật dưới đáy cũng không phải là bùn đất, cũng không phải thiên địa pháp tắc. Một loại bình chướng, thiên địa bình chướng sao? Lý Huyền như có điều suy nghĩ. Thiên quật dưới đáy có từng tia từng sợi khí tức hiện lên mà đến, mị vu lực lượng cũng là dùng cái này phương thức hiện lên tới thiên địa bên ngoài. Lý Huyền gần như có thể xác định mị vu là thiên địa bên ngoài địch nhân. Đạo tắc ý vận, nhưng lại không hoàn toàn, nơi này là thiên địa bình chướng, ngăn trở thiên ngoại tiến vào, cũng cản trở thiên địa bên trong linh khí tiết lộ. Thiên địa bên ngoài, đến tột cùng là cái gì? Thiên quật là ngoại lai xung kích tạo thành, kẻ ngoại lai có thể chảy vào, mà thiên địa bên trong, nhưng là không cách nào vượt qua bình chướng ra bên ngoài. Đã là bảo vệ thiên địa bản nguyên sẽ không tiết lộ, cũng là một loại gò bó. Lý Huyền càng là cảm ứng thiên quật dưới đáy,
càng là cảm thấy thiên quật tồn tại, có chút không tầm thường. Chương 352, bất hóa chi khí. Lý Huyền đứng tại thiên quật dưới đáy, nếm thử cảm ứng thiên quật bên ngoài lúc, Hứa Viêm, Mạnh Sung, Tố Linh Tú mấy người cũng đi tới thiên quật, ngay tại hiếu kỳ tìm kiếm. Hứa Viêm ngay lập tức, chính là thu lấy cái kia bất phàm khí tức, quanh quẩn tại trong lòng bàn tay quan sát. Vũ Thiên Nam chờ một đám linh vực cường giả, cũng cẩn thận từng ly từng tí đi vào, đầy mắt đều là vẻ tò mò, cái này thiên quật đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Có một ít kỳ quái khí tức. Vũ Thiên Nam cau mày nói, cẩn thận một chút, ta cảm giác nếu là hấp thu vào những khí tức này, sẽ lưu lại tại thể nội, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Tân Mộng Nhu ngưng trọng nhắc nhở. Lý Huyền trong lòng có chút bất đắc dĩ, thực lực yếu một chút, không cách nào cảm ứng được thiên địa bên ngoài tình hình. Cuối cùng, cũng không phải là chân chính đã vượt ra thiên địa. Cuối cùng là cái gì khí tức? Trên bàn tay ngưng tụ đến bất phàm khí tức càng ngày càng nhiều, bọc lại toàn bộ bàn tay. Lý Huyền nhíu mày lông mày, trực giác nói cho hắn, khí tức này không đơn giản, dù sao không cách nào luyện hóa, có một loại vĩnh hằng tồn tại cảm giác. Nếu không thử xem. Lý Huyền trong lòng hơi động, nhìn hướng trên linh đài đại đạo kim thư. Hắn lấy đại đạo kim thư, thu được thái thương thư đổ văn tin tức, có hay không cũng có thể thu hoạch được cái này một chút bất phàm khí tức tin tức. Chỉ bất quá, đại đạo kim thư tại linh đài bên trên, cần đem một sợi khí tức, hấp thu vào linh đài, chuyển vào đại đạo kim thư mới được. Cái này một sợi khí tức, tiến vào linh đài sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, hắn cũng không dám cam đoan. Chính là bởi vì như vậy, Lý Huyền có chút chần chờ. Bên kia, Hứa Viêm cũng tại cảm ứng đến những này bất phàm khí tức. Chỉ là một sợi mà thôi, không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Lý Huyền cuối cùng cắn răng một cái, quyết định thử một lần. Cái này bất phàm khí tức, chỉ là không cách nào luyện hóa, chỉ là một sợi không đến mức tạo thành lớn vấn đề, huống hồ hắn người mang nhiều như thế thần thông, chung quy là có biện pháp đem khu ra đi ra. Nghĩ đến như vậy, Lý Huyền cẩn thận từng ly từng tí, thu lấy một sợi khí tức, đưa vào trong linh đài. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nguyên thần đã lùi đến linh đài một góc, nguyên thần phòng ngự thủ đoạn ra hết, mà đại đạo kim thư càng là ngăn tại nguyên thần phía trước. Khí tức vừa tiến vào linh đài, Lý Huyền lập tức nhìn thấy, linh đài hơi chấn động một chút, phảng phất có một loại lừa gạt cảm giác, tựa hồ nhận đến khí tức ảnh hưởng, mơ hồ trong đó tựa hồ có một loại vĩnh hằng bất hủ ý vận. Nhưng Lý Huyền nhưng là không có vì vậy mà mừng rỡ, mà là trong lòng ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện, linh đài thay đổi đến nặng nề, phảng phất một ngọn núi đè ở phía trên. Càng có một loại, lâu ngày, linh đài sẽ không chịu nổi mà sụp đổ cảm giác. Khí tức này đối với linh vực võ giả mà nói, thần hồn một khi nhiễm phải, sẽ giống như đại sơn chấn áp. Thậm chí thân hồn vì thế thay đổi đến ngơ ngơ ngác ngác, ý thức tan rã. Lấy hắn linh đài mạnh, nguyên thần cường hãn, đều cảm thấy một loại nặng nề cảm giác, huống chi linh vực võ giả thần hồn. Đại đạo kim thư lật ra, Lý Huyền đem cái kia sợi khí tức, rót vào đại đạo kim thư bên trong. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại đạo kim thư. Kim quang hiện lên mà ra, cái kia một sợi khí tức, bị đại đạo kim thư cho hấp thu. Đại đạo kim thư giao diện bên trên, hiện ra tin tức, bất hóa chi khí, bất hủ không thay đổi. Hỗn hỗn độn độn, chỉ đại đạo cùng thiên địa sơ khai lúc mới có thể hóa. Vào võ giả thần hồn, tan ra ý thức, ngơ ngơ ngác ngác, trở về chưa khai hóa, khai trí thái độ. Bất hóa chi khí. Lý Huyền nhìn đến rung động trong lòng, cái này bất hóa chi khí, cực kỳ không đơn giản. Chỉ có đại đạo cùng thiên địa sơ khai thời điểm, mới sẽ bị hóa, biến thành thiên địa chi bản nguyên, như linh khí vân vân, đều là dùng cái này diễn hóa mà đến. Một khi tiến vào võ giả thần hồn. Sẽ khiến người ý thức tan rã, trở về chưa khai hóa, chưa khai trí trạng thái. Đây là thiên địa bên ngoài khí tức. Lý Huyền âm thầm líu lưỡi. Bất hóa chi khí, nếu là có thể dùng để tu luyện, không thể nghi ngờ là một loại trí bảo, có thể cực lớn tăng cường thực lực võ giả. Nhưng, bởi vì không thay đổi đặc tính, cho nên võ giả là không cách nào dùng để tu luyện. Cũng không dòng phải không thể vận dụng, thái thương võ đạo không được, không đại biểu ta võ đạo không được a. Dù cho hiện tại không được, ta cũng có thể biên ra cái phương pháp đến nha. Mà còn, bất hóa chi khí hiện giai đoạn, cũng không phải không thể vận dụng, chỉ cần không đưa vào linh đài nguyên thần chính là. Lý Huyền nhìn xem đại đạo kim thư bên trên cho ra tin tức, tâm tư linh hoạt lái tới. Bất hóa chi khí, không cách nào dùng để tu luyện tăng cao tu vi, thế nhưng có thể dùng để tu luyện thần thông a. Không chỉ là thần thông, còn có cấm chế loại hình, cũng là có thể vận dụng lên. Lý Huyền trên tay bất hóa chi khí, bị hắn chia tinh tế từng sợi, ngón tay dẫn ra ở giữa. Lấy bất hóa chi khí, hóa thành một đạo cấm chế, rơi vào thiên quật dưới đáy. Đây là một cái thử nghiệm, lấy bất hóa chi khí vận dụng đến cấm chế bên trên. Ông, theo bất hóa chi khí lấy cấm chế phương thức, rơi vào thiên quật dưới đáy, trong nháy mắt, thiên quật dưới đáy cái kia một phiến khu vực phẳng phất bị phong cấm đồng dạng. Quả nhiên, ta ý nghĩ không sai,
Lý Huyền mừng thầm trong lòng, Thái Thương võ đạo làm không được, không có nghĩa là hắn võ đạo làm không được. Thần nguyên lực lượng, vốn là so Thái Thương võ đạo lực lượng càng thêm thần diệu. Lấy bất hóa chi khí phác họa phong cấm, càng cường đại hơn, càng khó có thể hơn bạo lực phá vỡ, cái này cùng bất hóa chi khí đặc tính có quan hệ. Muốn phá vỡ cái này phong ấn, nhất định phải hiểu được trong đó bí quyết, mới có thể đem phong ấn giải ra, nếu không muốn dựa vào bạo lực phá vỡ, cần vượt qua phong cấm người cực mạnh thực lực mới được. Lý Huyền nhìn hướng thiên quật tràn ngập bất hóa chi khí, những này bất hóa chi khí, đều là từ thiên quật dưới đáy hiện lên mà đến, mà còn cũng không phải là một mực không ngừng hiện lên, bất hóa chi khí đến số lượng nhất định, liền sẽ duy trì một cái cân bằng, sẽ không tiếp tục hiện ra tới. Trừ phi thiên quật bất hóa chi khí bị tiêu hao, mới sẽ tiếp tục hiện lên đền bù, tạo thành một cái trạng thái thăng bằng. Mà còn, bất hóa chi khí, cũng sẽ không tuôn ra thiên quật bên ngoài. Nhìn thoáng qua Hứa Viêm, đại đồ đệ ngay tại suy nghĩ bất hóa chi khí, Vũ Thiên Nam mấy người cũng tại hiếu kỳ thăm dò thiên quật. Bất hóa chi khí, một khi nhập thần hồn, sẽ tan ra ý thức, trở về chưa khai hóa, vì khai trí thái độ. Lý Huyền lên tiếng nhắc nhở. Bất hóa chi khí. Hứa Viêm khẽ giật mình, tò mò nói, sư phụ, ta cảm giác bất hóa chi khí, tựa hồ có chút đặc thù, phảng phất không cách nào luyện hóa, nhưng lại vô cùng bất phàm. Những người còn lại tất cả giật mình. Cuống quýt tập trung ý chí, sợ hấp thu vào bất hóa chi khí. Bất hóa chi khí, có thể dùng chỗ quá nhiều, mặc dù không thể như linh khí luyện hóa, dùng để tăng cao tu vi cảnh giới, lại có thể dùng cái này tới tu luyện thần thông, bố trí cấm chế vân vân. Lý Huyền đơn giản giới thiệu một chút. Còn sót lại, hắn liền không có tiếp tục giảng giải, giao cho các đồ đệ đi suy nghĩ. Có loại này chỗ tốt. Phương Hạo vui mừng, bắt đầu chơi đùa ra từng cái bình sứ đến, chuẩn bị thu thập bất hóa chi khí. Có thể dùng để luyện đan sao? Tố Linh Tú hai mắt sáng lên. Có thể, cũng không thể. Lý Huyền lạnh nhạt nói, không có đem lại nói chết. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đan y võ đạo thần thông vạn đạo thần lô, có thể dung luyện thiên địa vạn đạo, không biết là có hay không có thể dung luyện bất hóa chi khí. Trên lý luận mà nói, liền nói đều có thể dung luyện, huống chi hồ bất hóa chi khí. Bất hóa chi khí, chỉ có tại đại đạo hoặc thiên địa sơ khai lúc, mới sẽ tan ra, mà vạn đạo thần lô, có thể luyện hóa thiên địa vạn đạo, trên lý luận cũng có thể luyện hóa bất hóa chi khí. Hẳn là có thể, chỉ là lấy ta thực lực hôm nay, thi triển vạn đạo thần lô, không đủ để luyện hóa bất hóa chi khí. Lý Huyền trong lòng có phán đoán, Hứa Viêm mấy người đang thu thập bất hóa chi khí, vì tu luyện thần thông làm chuẩn bị. Vũ Thiên Nam chờ linh vực võ giả, đối với cái này rất bất đắc dĩ, bọn họ căn bản lợi dụng không được, thậm chí liền thần thông là cái gì, cũng không biết. Linh vực võ đạo, chưa hề có thần thông nói chuyện, Lý Huyền hành tẩu tại thiên quật bên trong, đột nhiên, dưới chân đá đến một vật. Thiên quật nhìn như một cái động quật, kỳ thực một mảnh xám đen, cũng không có thực vật loại hình tồn tại, thiên quật vách tường đều lộ ra bóng loáng, tựa hồ không nhiễm trần thế. Giờ phút này đá đến một vật, làm cho Lý Huyền có chút hiếu kỳ. Cúi đầu xuống xem xét, là một khối to bằng đầu nắm tay, màu xám đen tảng đá. Tảng đá kia, có chút đặc thù. Lý Huyền tay khẽ vẫy, tảng đá rơi vào trong lòng bàn tay. Bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mà trọng lượng không thua gì một tòa núi lớn. Mà còn, tảng đá kia có chút cùng loại bất hóa chi khí, cho người một loại không thay đổi bất hủ cảm giác. Bất hóa chi thạch sao? Lý Huyền yên lặng đem tảng đá thu vào. Chuẩn bị đi trở về sau, nếm thử lấy vạn đạo thần lô dung luyện một phen, thử xem có thể hay không dung luyện tảng đá kia. Lấy ta cảnh giới bây giờ, đại khái là không cách nào dung luyện bất hóa chi thạch. Đợi đến ta có thể dung luyện bất hóa chi thạch, cũng liền mang ý nghĩa, có thể dung luyện bất hóa chi khí. Lý Huyền thì thầm trong lòng. Thiên quật bên trong, trừ cái này một khối bất hóa chi thạch, trừ bất hóa chi khí, không có đặc thù đồ vật. Theo Hứa Viêm mấy người, không ngừng thu thập bất hóa chi khí, thiên quật dưới đáy cũng bắt đầu có bất hóa chi khí tràn vào đi vào. Thiên kiêu danh ngạch chỗ đi thiên quật di tích, cùng nơi đây có khác biệt gì? Vũ Thiên Nam nhìn hướng Tân Mộng Nhu tò mò hỏi. Chỗ kia thiên quật di tích vô cùng xa xưa, đến tột cùng là thời đại nào tồn tại được, đã không có người biết, chỗ kia thiên quật di tích, so nơi này lớn. Linh vực là tồn tại thần vật, trừ Bích Hải mấy nơi bên ngoài, 18 châu chỉ có thiên quật di tích tồn tại thần vật. Mà còn, thiên quật di tích bên trong thần vật, đều là tương đối đặc thù, rèn đúc thần khí cần thiết tài liệu, đều là từ thiên quật di tích bên trong đào móc. Chỉ là, trải qua vô số lần thăm dò, bây giờ thiên quật di tích, sợ rằng đã không có cơ duyên gì. Tân Mộng Nhu giải thích nói, linh vực thiên quật di tích, chính là siêu nhiên linh tông chi bí, cho dù mỗi lần tiến vào đều hạn chế danh ngạch, nhưng thăm dò số lần nhiều quá, đến bây giờ, thiên quật di tích bên trong, đã không có cơ duyên gì. Ngay tại thu thập bất hóa chi khí Hứa Viêm nghe vậy mở miệng nói, vừa vặn có thể đi nhìn xem,
chỗ kia di tích cùng chỗ này thiên quật, đến tột cùng có gì khác biệt? Lý Huyền cũng tò mò, lĩnh vực thiên quật di tích, cùng chỗ này thiên quật, ở vào cái gì chỗ khác biệt? Chỗ này thiên quật, xuất hiện mị vu cái này tồn tại cường đại. Cái kia một chỗ di tích, đã từng là không cũng xuất hiện cùng loại cường giả, chỉ là bị chấn áp đi xuống. Cho nên mới biến thành di tích. Chỗ này thiên quật, vẫn tồn tại bị thấm vào đi vào khả năng, nhất định phải phong cấm mới được. Lý Huyền trong lòng suy nghĩ. Nếu là suy đoán chính xác, mị vu chính là thiên địa bên ngoài địch nhân, thông qua thiên quật thẩm thấu mà đến, cho dù mị vu chết rồi, cũng có thể tồn tại còn lại thiên địa bên ngoài tồn tại, thâm nhập vào lĩnh vực. Mà lĩnh vực thực lực là yếu nhược, tuyệt đối không có cách nào đối phó cùng loại mị vu địch nhân như vậy. Vì vậy, Lý Huyền một bên tại thiên quật dưới đáy đi lại, một bên dẫn ra bất hóa chi khí, tạo thành cấm chế đồ văn, phong cấm thiên quật dưới đáy. Mà Hứa Viêm mấy người, cũng thu thập được đầy đủ bất hóa chi khí, không có tiếp tục thu thập đi xuống. Sư phụ đang làm cái gì? Mạnh Sung tò mò nói. Phong cấm thiên quật. Phương Hạo không chớp mắt nói. Sư phụ, tại vận dụng bất hóa chi khí, phác họa thành cấm chế đồ văn, dùng để phong cấm thiên quật dưới đáy. Nguyên lai, bất hóa chi khí, còn có thể như thế vận dụng. Phương Hạo tâm tư linh hoạt lái tới. Nhờ có tiền bối xuất thủ, nếu không lĩnh vực nguy hiểm. Vũ Thiên Nam thổn thức cảm thán nói. Tiền bối tại phong cấm thiên quật dưới đáy, đây là muốn phòng ngừa, cùng loại mị vu tồn tại xuất hiện. Có lẽ vậy. Phong cấm xong thiên quật dưới đáy, trừ bất hóa chi khí, có thể tràn vào đi vào, còn lại bất kỳ lực lượng nào, đều sẽ bị ngăn cản, đều sẽ bị phong cấm tại bên ngoài. Lý Huyền một cái tay chuyển ngọc như ý chắp sau lưng, cất bước hướng thiên quật đi ra ngoài. Thiên quật bên trong, đã không có giá trị vật. Băng châu thiên quật nguy cơ, đến đây liền tính giải quyết. Trở lại trường Thanh Các, Lý Huyền y nguyên tự nhiên tự tại ngồi trên ghế, tâm tư nhưng là đang suy nghĩ đến tiếp sau võ đạo phương hướng, cùng với một chút thiên địa bên ngoài suy đoán. Hứa Viêm sư huynh đệ mấy người, cũng trước sau trở lại trường Thanh Các. Vũ Thiên Nam mấy người cũng từ thiên quật đi ra, Tân Mộng Nhu, Đại Chu Hoàng đám người, đều điều động trưởng lão, tiến về Vân Châu, Đại Trạch Châu, phụ trách xử lý lần này đại kiếp. Thiên Kiều Tranh Phong đã có kết quả, hiện tại liền lên đường tiến về thiên quật di tích đi. Phó Thiên Hải trầm giọng mở miệng nói. Ta tán thành. Lôi Vân Trang chủ gật đầu. Những người còn lại cũng không có ý kiến, Thiên Vũ Điện chủ cũng là như thế. Trải qua việc này về sau, Thiên Vũ Điện chủ nhóm cường giả, đều thay đổi đến điệu thấp lên, cũng không dám lại đề cập cùng Hứa Viêm mâu thuẫn. Thậm chí sợ bị Hứa Viêm cho nhớ thương. Càng là bí mật, tìm Phương Hạo tiến hành đàm phán hòa bình. Linh vực, có như thế một vị cao nhân tồn tại, mà Phương Hạo vị này vạn thế minh thiếu minh chủ, lại là cao nhân đồ đệ. Linh vực cách cục thay đổi, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại nhằm vào đi xuống, gây nên cao nhân bất mãn, Thiên Vũ Điện nhất định bị diệt a. Phải biết, mạnh như thiên tôn, đều bị mị vu giết, mà so giết thiên tôn lúc càng mạnh mị vu, cao nhân vẫy tay một cái liền tiêu diệt. Chênh lệch này thực sự là quá lớn. Vân Châu, Băng Châu, Đại Trạch Châu sự tình, tự nhiên sẽ có các đại linh tông xử lý, mà Vạn Thế Minh cũng tham dự trong đó. Thân là thiên kiêu bảng bốn người đứng đầu thiên kiêu, Hứa Viêm sư huynh đệ bốn người, đương nhiên phải tiến vào thiên quật di tích, mà còn bốn người đều đối lĩnh vực thiên quật di tích phi thường tò mò. Muốn đi xem một cái, cùng Băng Châu thiên quật có khác biệt gì? Phi thuyền từ Băng Châu rời đi, tại Phó Thiên Hải dẫn đầu xuống, tiến về thiên quật di tích. Lĩnh vực thiên quật di tích tại Hồng Châu, khoảng cách thiên kiêu quyết chiến chi địa mấy vạn dặm xa một tòa gần biển dưới vách núi. Thiên quật di tích, cách một đoạn thời gian, mới có thể đi vào, bây giờ khoảng cách tiến vào thiên quật di tích. Mặc dù còn kém một chút thời gian, nhưng cũng có thể trước thời hạn mở ra tiến vào, đi tới thiên quật vị trí, dưới vách núi, nhưng là không thấy thiên quật, Phó Thiên Hải giải thích nói. Đây chính là thiên quật di tích. Lý Huyền liếc mắt liền thấy được thiên quật vị trí, chỗ này thiên quật di tích, bị người tập hợp thiên địa linh cơ, khóa chặt thiên quật lối vào, lại lấy thiên địa pháp tắc lực lượng phong tỏa. Mà mỗi cách một đoạn thời gian, thiên địa linh cơ liền sẽ hơi tràn ngập ra, thiên địa pháp tắc lực lượng buông lỏng, thiên quật lối vào liền sẽ hiện ra tới. Đây là người làm tiến hành phong tỏa. Có khả năng làm đến bước này, tuyệt không phải bình thường ngưng pháp thiên tôn có thể làm được. Ngưng pháp bên trên võ giả bố trí thủ đoạn. Lý Huyền trong lòng hiểu rõ. Ngón tay búng một cái, thiên quật lối vào phơi bày ra. Đây là một cái so băng châu thiên quật, còn muốn lớn hơn gấp 10 lần thiên quật, mà cái này vẻn vẹn chỉ là lối vào mà thôi. Đi vào đi. Lý Huyền lạnh nhạt nói. Phi thuyền bay thẳng vào thiên quật di tích, Phó Thiên Hải, Đại Chu Hoàng đám người, chỉ có thể cuống quýt đuổi theo. Đến mức chỉ có thiên kiêu mới có thể đi vào quy củ, chỉ coi không tồn tại tốt. Dù sao, làm trái quy củ, cũng không phải là nhóm người mình. Huống hồ, cái gọi là quy củ, đối cao nhân không có hiệu quả, cao nhân quy củ, mới là thật quy củ. Chương 353,
Thiên Quật di tích, huyết linh còn sót lại. Hồng Châu Thiên Quật di tích, so Băng Châu Thiên Quật lớn, chỉ là thiếu một loại thiên địa lỗ thủng cảm giác, giống như chân chính dưới mặt đất hang động. Thậm chí có thể nhìn thấy bùn đất, cát đá cùng với một chút sườn núi nhỏ tồn tại. Nhìn như xám xịt thiên quật bên trong, cũng có một chút ánh sáng, giống như chân trời lần đầu trắng, tối tăm mờ mịt trạng thái. Thiên quật dưới đáy, đã không có bất hóa chi khí tràn vào đi vào, đồng thời đã đọng lại, có đạo thì lực lượng ngưng tụ, tương đương với thiên địa bình chứng triệt để phong bế. Chính là bởi vì như vậy, mới sẽ trở thành di tích. Lý Huyền ánh mắt nhìn hướng thiên quật dưới đáy, trong lòng có đáp án. Sở dĩ trở thành di tích, chính là bởi vì thiên quật đã triệt để phong bế, bùn đất, cát đá đều xuất hiện, bất hóa chi khí không có tràn vào đi vào. Thiên địa bình chứng kiên cố, thiên địa bên ngoài khí tức cũng không còn cách nào thấm vào đi vào. Lưu lại đến bất hóa chi khí, vô cùng mỏng manh, nhưng cũng ảnh hưởng tới thiên quật, đây cũng là sinh ra thần vật nguyên nhân. Lý Huyền quan sát đến thiên quật di tích. Hứa Viêm mấy người đã tại thiên quật di tích bên trong thăm dò, còn lại tiến vào mà đến thiên kiêu, cũng tại khắp nơi thăm dò. Đối cái này thiên quật di tích, cảm thấy phi thường tò mò. Vũ Thiên Nam nhàn nhã sải bước, tại thiên quật di tích bên trong đi lại, hắn đối thiên quật di tích đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Từng là Vạn Tinh Võ Viện viện trưởng, ở vào lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, nhưng mà lại là đối thiên quật di tích hoàn toàn không biết gì cả. Từ đó có thể biết, cái này thiên quật di tích, chính là siêu nhiên linh tông hạch tâm chi bí. Từ Thiên Vũ Điện mời Tôn Giáng Lâm bắt đầu, Vũ Thiên Nam liền ý thức được, siêu nhiên linh tông phía sau, đều là có chỗ dựa. Tương đương với, siêu nhiên linh tông kỳ thật cũng là một số thế lực tại lĩnh vực cấp dưới tông môn. Thần Kiều bờ bên kia, đến tột cùng là địa phương nào? Thiên Tôn đến từ Thần Kiều bờ bên kia, mà còn siêu nhiên linh tông nhiệm vụ chủ yếu, là tìm kiếm cùng bồi dưỡng linh thể thiên kiêu. Lớn như vậy lĩnh vực, linh thể thiên kiêu là phi thường thưa thớt. Những này linh thể thiên kiêu, cuối cùng đều sẽ đưa đến Thần Kiều bờ bên kia vị trí, tiến vào sở thuộc chỗ dựa thế lực bên trong. Chỉ có tiến về Thần Kiều bờ bên kia, mới có thể đột phá ngưng pháp thiên tôn cảnh. Đột nhiên, Vũ Thiên Nam bước chân dừng lại. Hắn kinh nghi nhìn về phía trước mắt nhỏ sườn đất. Đây là sườn núi nhỏ không lớn, cao không quá khoảng 2 trượng, xung quanh bất quá 5-6 trượng, mà còn Vũ Thiên Nam tại sườn đất bên trên, phát hiện một chút chỗ đặc thù. Người làm dấu vết lưu lại. Những này vết giá tích không rõ ràng, mà còn chỉ có quen thuộc người, mới có thể phát hiện đây là người làm lưu lại vết tích. Hắn tới qua thiên quật di tích. Làm sao giấu giếm được siêu nhiên linh tông đi vào? Đây là để lại cho ta tin tức. Vũ Thiên Nam cao mày. Những này vết tích, hắn nghĩ tới một cái người. Người xưng huyết ma huyết linh. Đã từng Vạn Tinh Võ Viện thiên kiêu, cũng là hắn từng một lần coi là viện trưởng người thừa kế người. Chỉ là, thế sự vô thường, huyết linh cuối cùng đi lên một đầu giết chóc con đường. Cho dù điên dại, giết chóc vô song, nhưng huyết ma cuối cùng không có đối Vạn Tinh Võ Viện hạ sát thủ, cũng không có tận lực nhằm vào Vạn Tinh Võ Viện. Cái này đều mang ý nghĩa, trong lòng hắn là nhớ tình bạn cũ. Có lẽ, là niệm chính mình cái này viện trưởng ân tình đi. Vũ Thiên Nam suy nghĩ tung bay, phảng phất về tới cái kia một khoảng thời gian, cái kia không cam lòng thiếu niên, cái kia xin thể muốn quật khởi thiếu niên, cái kia thể phải để vứt bỏ gia tộc của hắn hối hận thiếu niên. Trong lòng thở dài một tiếng, giơ tay lên theo cái kia không rõ ràng vết tích, không ngừng cắt xuống đi. Từng đạo tinh tế khe rãnh, tại sườn đất bên trên xuất hiện, không ngừng thâm nhập sườn đất bên trong. Một đoạn thời khắc, Vũ Thiên Nam lông mày nhíu lại, vậy mà thật lưu lại đồ vật. Một cái nho nhỏ hộp, bị hắn theo vết tích lấy ra ngoài. Hộp màu đỏ nhạt, phẳng phất bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng, có mấy cây tinh tế tơ tằm, vườn quanh tại trên cái hộp, làm một chút bố trí. Nếu không phải theo vết tích, đem hộp lấy ra, trực tiếp đào móc sườn đất lời nói, hộp sẽ nháy mắt rạn nứt, đồ vật bên trong, cũng sẽ bị hủy diệt. Ngươi muốn để lại cho ta cái gì? Vũ Thiên Nam rất hiếu kỳ. Huyết linh tam lạc tam khởi, không có ai biết, trong đó một lần, là Vũ Thiên Nam xuất thủ cứu giúp. Đến mức mặt khác hai lần, đến tột cùng làm sao quật khởi, Vũ Thiên Nam cũng không biết. Nhất là cuối cùng một lần kia, huyết linh biến thành huyết ma, huyết luyện võ giả, đổ sát vô số, dẫn tới siêu nhiên linh tông liên thủ ám sát. Mà còn, huyết linh lúc trước thực lực, tựa hồ đã đạt đến lĩnh vực cực hạn, vượt qua lúc ấy hắn. Vũ Thiên Nam giấu trong lòng hiếu kỳ, mở ra hộp. Màu đỏ nhạt trong hộp. Cũng là màu đỏ sậm, phẳng phất bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Trong hộp, có một cái hạt châu màu đỏ sậm, phẳng phất là tinh huyết ngưng luyện mà thành, có một cỗ sát khí, lại tựa hồ có một cỗ oán khí ở bên trong. Hạt châu màu đỏ phía dưới, đè lên một quyển sách nhỏ. Màu đỏ nhạt sách nhỏ, là một loại nào đó ra chế tạo mà thành. Vũ Thiên Nam lấy ra sách nhỏ. Trong này ghi chép, chẳng lẽ chính là huyết luyện chi pháp? Vũ Thiên Nam cao mày, huyết linh huyết luyện chi pháp.
ác độc dị thường, chính là chân chính ma đạo chi pháp, là lĩnh vực từ trước tới nay, chân chính trên ý nghĩa ma đạo chi pháp. Ngươi hẳn phải biết, loại này công pháp mạnh hơn, ta cũng sẽ không tu luyện. Vũ Thiên Nam trong lòng lầm bầm. Chẳng lẽ, công pháp này có thể đột phá lĩnh vực cực hạn? Ngươi cảm thấy ta trì trệ không tiến, cảm thấy lúc tuyệt vọng, cũng sẽ tu luyện cái môn này công pháp. Trừ nguyên nhân này ra, Vũ Thiên Nam thực tế nghĩ không ra, Huyết Linh tại sao lại cảm thấy, hắn sẽ tu luyện dạng này một môn công pháp ma đạo. Lật ra sách nhỏ, nhìn hướng trang thứ nhất chữ nhỏ. Đây là, trang thứ nhất là Huyết Linh lưu lại chữ. Không biết viện trưởng, có thể hay không đi tới nơi này, có thể hay không phát hiện cái hộp này. Nhưng ta nghĩ, cũng nên lưu lại một chút cái gì. Ta đã không phải là ta đoạt được cơ duyên, đến từ thiên địa bên ngoài. Bách Mục Huyết Luyện Công không thể nghi ngờ là rất mạnh công pháp, có thể đánh vỡ lĩnh vực võ đạo hạn mức cao nhất, đột phá cao hơn lĩnh vực, nhưng con đường này là máu tươi xếp thành. Vũ Thiên Nam càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là ngưng trọng. Huyết Linh quật khởi cùng cơ duyên, đúng là như vậy không thể tưởng tượng. Đến từ thiên địa bên ngoài. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Băng Châu Thiên Quật Mị Vu. Chẳng lẽ, lúc trước Huyết Linh, gặp cùng loại Mị Vu tồn tại, cho nên quật khởi. Bách Mục Huyết Luyện Công, lấy tinh huyết tu luyện, có thể không nhìn lĩnh vực võ đạo hạn mức cao nhất, một mực đột phá đi xuống. Phía trên này, còn có một cái càng quan trọng hơn tin tức. Ta đã không phải là ta. Đây là ý gì? Huyết Linh bị ký sinh. Vũ Thiên Nam cao mày, hắn hồi tưởng đến lúc trước Huyết Linh sự tích. Mặc dù tùy tiện, giết chóc vô song, nhưng cũng không có bị ký sinh dấu hiệu. Là tu luyện Bách Mục Huyết Luyện Công về sau, sẽ dẫn đến tâm tính đại biến sao? Vũ Thiên Nam trầm ngâm, tiếp tục xem tiếp, Huyết Linh lưu lại tin tức không coi là nhiều, chỉ là đơn giản đề cập hắn lúc trước cơ duyên, cũng là tại dưới sự trùng hợp, tiến vào cái này thiên quật di tích. Càng quan trọng hơn là, hắn tiến vào cái này thiên quật di tích lúc, cũng không phải là thiên quật di tích mở ra thời gian, nhưng khi đó thiên quật di tích, xuất hiện một chút dị biến. Xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen động khẩu, Huyết Linh càng là bị một cỗ hấp lực hút vào đến. Dựa theo Huyết Linh thuyết pháp, hắn gặp một cái quỷ dị tàn hồn. Huyết sắc tàn hồn, hóa thành một cái vòng tay, đeo ở trên tay của hắn. Đây chính là hắn quật khởi cơ duyên, cũng là từ tàn hồn bên trên, thu hoạch Bách Mục Huyết Luyện Công. Cái này tàn hồn, tự xưng đến từ thiên địa bên ngoài, chính là vượt qua thiên địa cực hạn tồn tại. Mà còn cái này một sợi tàn hồn, chỉ là hắn từ thiên địa bên ngoài, tiến vào vùng thế giới này một điểm lực lượng mà thôi. Huyết Linh lần thứ hai bị thua, cũng cùng cái này tàn hồn có quan hệ, Huyết Linh là cái ngoan nhân, hắn cuối cùng hố chết, luyện hóa cái này một sợi tàn hồn. Đến mức luyện hóa tàn hồn về sau, có hay không thu được tin tức gì, Huyết Linh không có đề cập quá nhiều. Vũ Thiên Nam nhìn hướng viên kia hạt châu màu đỏ ngòm, Minh Ngục Huyết Châu. Có chỗ lợi gì? Hạt châu này, gọi là Minh Ngục Huyết Châu, đến mức công dụng Huyết Linh không có đề cập. Nếu là ngươi thì cốt vẫn còn tồn tại, đem Minh Ngục Huyết Châu cho ngươi chôn cùng. Vũ Thiên Nam tự lẩm bẩm một câu, huyết ma chết tại nội vực, thi cốt có hay không vẫn còn tồn tại, chỉ có Tân Mộng Nhu mới biết. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể bằng cái này lại sống lại tới? Vũ Thiên Nam lắc đầu cười một tiếng. Ngươi đã không phải người lúc ban đầu, cảm thấy ta sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Vũ Thiên Nam thở dài một tiếng. Phía trên này Huyết Linh lưu lại tin tức, có chút không tầm thường chỗ, bất luận cuối cùng có mục đích gì, Vũ Thiên Nam cũng sẽ không đem Minh Ngục Huyết Châu, cho Huyết Linh chôn cùng. Lật ra sách nhỏ trang thứ hai, luyện thần thiên nhân bên trên, là ngưng pháp cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tắc nhập thể, xưng là ngưng pháp thiên tôn, ngưng pháp bên trên, là luyện chân cảnh, ngưng pháp nhập thể còn chưa yếu ớt, luyện thiên địa pháp tắc hợp thể là thật, xưng là chân vương thiên tôn, luyện chân bên trên là bất hủ, cùng thiên địa cùng hợp, trưởng một phương thiên địa tôn sư, cùng thiên địa tề thọ, cho nên xưng bất hủ thiên tôn. Trang thứ hai là giới thiệu luyện thần thiên nhân bên trên cảnh giới, là ngưng pháp thiên tôn. Chân vương thiên tôn, bất hủ thiên tôn, phía sau luyện chân cảnh cùng bất hủ cảnh, Vũ Thiên Nam chưa từng nghe thấy. Bất quá, ngưng pháp thiên tôn hắn đã thấy qua. Mặc dù tên kia thiên tôn, bị Mị Vu giết chết, nhưng không thể phủ nhận, thiên tôn chi uy, quả thật vô cùng cường đại. Nguyên lai, thiên tôn lời nói mời chân vương giáng lâm, là mời luyện chân cảnh thiên tôn. Bất hủ thiên tôn, lại là cỡ nào tồn tại, cùng thiên địa tề thọ. Bất quá, dù cho là bất hủ, cũng chưa từng siêu thoát thiên địa a. Mà tiền bối, có thể là đã vượt ra thiên địa tồn tại, bất hủ thiên tôn ở tiền bối trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Vũ Thiên Nam tiếp tục xem tiếp, đằng sau chính là Bách Mục Huyết Luyện Công công pháp, càng xem Vũ Thiên Nam càng là sợ mất mật, thật là ma đạo chi pháp, tàn khốc dị thường. Hắn chỉ nhìn 1/3, liền không có tiếp tục xem tiếp. Quá tàn nhẫn, quá tàn bạo. Huyết luyện linh vực thương sinh, có thể nhập bất hủ,
đây là huyết linh cho ra tin tức, lúc trước hắn huyết luyện thương sinh, đổ diệt cái này đến cái khác linh tông thế gia, huyết luyện một tòa lại một tòa thành lớn. Huyết linh, lúc trước cũng đã đột phá ngưng pháp cảnh mới là. Chiếu theo suy luận, huyết linh huyết luyện võ giả nhiều như vậy, huyết luyện nhiều như vậy thành lớn, nên đột phá ngưng pháp cảnh, đã vượt ra linh vực võ đạo hạn mức cao nhất. Vũ Thiên Nam hít sâu một hơi, đem sách nhỏ cùng Minh Ngục Huyết Châu thả lại trong hộp. Cái này hộp, vẫn là giao cho tiền bối đi. Vũ Thiên Nam thở dài một tiếng, bực này công pháp ma đạo, vẫn là giao cho tiền bối đảm bảo đi. Nghĩ tới đây, Vũ Thiên Nam liền đi tới trường Thanh Các. Tiền bối, đây là ta phát hiện năm đó huyết linh di lưu chi vật, phía trên có công pháp ma đạo, giao cho tiền bối xử lý. Cung kính đem hộp giơ lên nói. Ân. Lý Huyền lông mày nhíu lại, cái này huyết linh chuyện gì xảy ra, tại cái này thiên quật di tích bên trong, vậy mà còn lưu lại một vài thứ. Đưa tay một chiêu, hộp rơi vào trong lòng bàn tay, không có mở ra đến xem, phảng phất không để ý, tiện tay liền thu lại. Vũ Thiên Nam cáo lui rời đi, tìm Tân Mộng Nhu điều tra lúc trước huyết ma họa, siêu nhiên linh tông là thế nào đem huyết linh đẩy vào nội vực. Thiên quật di tích bên trong, chỉ có Lý Huyền bình chân như vậy ngồi tại trường Thanh Các, những người còn lại đều tại hiếu kỳ thăm dò chỗ này di tích. Hứa Viêm đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nhìn hướng một gốc màu xám đen cây khô, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, hắn bên tai truyền đến tinh tế âm thanh, mang theo một chút đầu độc chi ý, phảng phất tại triệu hoán hắn. Tiểu bối, có thể tới nơi đây, cũng là cơ duyên của ngươi, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể thu hoạch được truyền thừa bất hủ. Âm thanh là từ gốc kia cây nhỏ bên trong truyền đến. Truyền thừa bất hủ. Hứa Viêm hiếu kỳ không thôi. Đúng. Tiểu bối, ngươi sợ rằng không biết như thế nào bất hủ. Ta lại nói cho ngươi, ngưng pháp bên trên, là luyện chân, mà luyện chân bên trên, chính là bất hủ. Bất hủ giả, cùng thiên địa cùng hợp, thọ cùng thiên địa đủ. Đây là bất hủ thiên tôn. Thanh âm nhỏ mảnh truyền đến, đầu độc chi ý càng ngày càng mạnh. Nếu là mặt khác linh vực thiên kiêu, sợ rằng liền sẽ bị đầu độc, nhưng những này đầu độc, đối với Hứa Viêm mà nói, không dùng được. Chỉ có thể cùng thiên địa tề thọ sao? Hứa Viêm kinh ngạc hỏi. Âm thanh ngừng lại một chút, người trẻ tuổi này là có ý gì? Thiên địa bất diệt mà bất hủ, đây là võ đạo đỉnh, người trẻ tuổi. Thanh âm đầu độc tiếp tục mở miệng. Liền thiên địa đều không có siêu thoát, cũng coi như võ đạo đỉnh. Hứa Viêm bày tỏ chất vấn. Thanh âm đầu độc, lập tức liền trở nên yên lặng, vị này người tuổi trẻ khẩu vị, có chút lớn đến khủng khiếp a. Thiên địa há lại có thể siêu thoát. Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời, có thể thành bất hủ, đã là võ đạo đỉnh. Hứa Viêm gật đầu nói, ngươi nói đúng, không thể mơ tưởng xa vời, hẳn là thực tế một điểm, cho nên ngươi có thần vật sao. Thanh âm đầu độc lập tức lại trầm tịch xuống dưới. Cái này mẹ nó quá thực tế. Vừa mở miệng liền muốn thần vật, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là gạt người, ngươi căn bản không có truyền thừa? Hứa Viêm cau mày nói. Người trẻ tuổi, ngươi đi đi, ngươi ngộ tính không tốt, không thích hợp truyền thừa. Thanh âm đầu độc mở miệng nói. Hứa Viêm yên lặng rút ra kiếm, đi đến cây nhỏ phía trước, huy kiếm chính là một chém. Răng rắc, cây nhỏ đứt gãy, một cỗ nhàn nhạt huyết sắc quang mang, từ thân cây bên trong hiện lên, hóa thành một tấm dữ tợn khuôn mặt. Chỉ là, khuôn mặt này nhìn xem Hứa Viêm có chút choáng váng. Một lời không hợp liền rút kiếm. Tàn hồn. Hứa Viêm lông mày nhíu lại, đưa tay chính là một kiếm chém xuống. Tốn diệt kiếm. Chờ một chút. Giữ tợn khuôn mặt, sắc mặt đại biến, cuống quýt mở miệng. Nhưng đã muộn. Một kiếm phía dưới, phù một tiếng, khuôn mặt tán loạn, tàn hồn tại Tốn Phong kiếm ý phía dưới, triệt để tiêu tán. Không phải linh vực võ giả tàn hồn. Hứa Viêm như có điều suy nghĩ, huy kiếm đem cây nhỏ đào lên, chỉ thấy cây nhỏ phần gốc, treo một cái chừng đầu ngón tay, hạt châu màu đỏ ngòm. Đây là cái gì? Tựa hồ có thể tăng cường huyết nhục lực lượng. Hứa Viêm đem hạt châu màu đỏ ngòm thu vào, trường kiếm cắm vào trên mặt đất, Tốn Phong kiếm ý bộc phát. Oanh! Lấy cây nhỏ làm trung tâm, giống như một cơn bão táp càn quét, xung quanh mấy trăm trượng bên trong, cuốn lên Tốn Phong kiếm ý. Phốc! Ngoài 10 trượng, một đạo huyết quang hiện lên mà ra. Hóa thành một khuôn mặt người, người trên mặt thần sắc có chút mộng bức. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, bản tọa. Phốc. Nói còn chưa dứt lời, tại Tốn Phong kiếm ý phong bạo bên dưới, triệt để bị diệt sát. Chương 354, diệt tàn hồn, thần kiều bờ bên kia. Quả nhiên, đều là một chút xảo trá hạng người, không thể khinh thường chủ quan, nếu không liền bị hắn tránh thoát. Hứa Viêm nhẹ gật đầu, những này tàn hồn, có thể sống đến bây giờ, tự nhiên không đơn giản. Tốt tại chính mình đầy đủ cẩn thận. Mới hoàn toàn đem đối phương diệt sát đi. Thiên quật di tích bên trong, vậy mà tồn tại dạng này tàn hồn, tất nhiên có người từng gặp phải, thậm chí bị tàn hồn đầu độc. Hứa Viêm tìm kiếm một phen bốn phía, xác định lại không bỏ sót về sau, liền lại tiếp tục thăm dò.
Cái này thiên quật di tích không tính là lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Một chút xíu cẩn thận thăm dò, cũng cần mấy ngày mới có thể thăm dò xong xuôi. A, đột nhiên, phát hiện rời rạc dưới bùn đất, lại có một quả đầu lâu. Càng quỷ dị hơn là, cái này đầu lâu là màu đỏ máu, phẳng phất bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Bàn tay vung lên, đầu lâu phiêu phù mà lên. Cuối cùng chờ được ngươi. Đầu lâu trong hốc mắt, đột nhiên nhảy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ, phát ra thở dài âm thanh. Ta yên lặng đã lâu, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên, truyền xuống ta truyền thừa. Có thần vật những bảo bối này sao? Hứa Viêm đánh gãy đối phương hỏi. Thần vật tính là gì? Người trẻ tuổi, tầm mắt muốn quá thấp, chỉ cần thu được ta truyền thừa, chớ nói thần vật những bảo bối này, giữa thiên địa chí bảo, cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển chọn. Đầu lâu ngạo nghễ nói. Hứa Viêm rút kiếm ra, tốn phong kiếm ý vần quanh tại đầu lâu bốn phía, bình tĩnh nói. Chớ nói nhảm, cũng đừng bánh vẽ, không có thần vật ngươi liền đi chết, truyền thừa gì đó, ta không thèm khát. Đầu lâu có chút mắt trợn tròn, người trẻ tuổi này làm sao như vậy xúc động cùng thiền cận đâu? Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Người trẻ tuổi, ngươi có biết ta là người phương nào? Bỏ lỡ ta truyền thừa, chính là ngươi đời này tiếc nuối lớn nhất, vì chỉ là thần vật. Hứa Viêm lười nghe tiếp, trực tiếp một kiếm chém xuống. Chờ một chút. Đầu lâu vội vàng mở miệng. Nói. Hứa Viêm kiếm, dừng ở đầu lâu phía trên không đủ ba tấc. Thần vật có, ta đầu chính là thần vật. Ngươi đến ta truyền thừa, liền có thể đến ta thần vật. Răng rắc. Đầu lâu bị một kiếm bổ ra, nhảy vọt ngọn lửa màu đỏ, tựa hồ lộ ra vẻ mờ mịt. Làm sao đột nhiên liền một kiếm chém xuống tới đâu? Đây là... chợt hoảng hốt không thôi. Hô! Giống như cuồng phong gò thét, ngọn lửa màu đỏ, còn chưa kịp lại nói cái gì, liền triệt để dập tắt. Hứa Viêm một kiếm đâm vào dưới mặt đất, tốn phong kiếm y phong bạo, càn quét bốn phương, xác định khô lâu tàn hồn không có ẩn tàng về sau, cái này mới thu kiếm trở vào bao. Những này tàn hồn chuyện gì xảy ra? Hứa Viêm trầm ngâm. Bất luận là phía trước gốc kia cây nhỏ bên trên tàn hồn, hoặc là cái này khô lâu tàn hồn, nói chuyện thời điểm, đều có một loại đầu độc lực lượng, muốn mê hoặc tâm trí của con người. Hắn nghĩ tới lần này tiến vào thiên quật di tích mặt khác thiên kiêu, nếu là gặp loại này tàn hồn, sợ rằng dễ dàng bị đầu độc. Có sư phụ tại, liền tính bị đầu độc cũng thành không được. Hứa Viêm tiếp tục thăm dò. Bên trên trường thanh cát, Lý Huyền đột nhiên nhìn hướng thiên quật di tích, lộ ra vẻ do dự. Những này tàn hồn, có chút cổ quái, làm sao đều thích tìm tới Hứa Viêm. Những người khác không có giống Hứa Viêm như vậy gặp phải tàn hồn, trong tất cả mọi người, chỉ có Hứa Viêm gặp. Tàn hồn tựa hồ chuyên môn hướng về phía Hứa Viêm mà đi. Những này tàn hồn, cũng không phải là nhiều người, mà là một người tàn hồn. Đồng thời, Lý Huyền hít sâu một hơi, trong lòng hắn có chút suy đoán. Thiên quật di tích tàn hồn, tất cả đều thuộc về một cái người, thậm chí không thể xưng là tàn hồn, mà là phân hồn. Cái nào đó, cường giả, phân hồn tại thiên quật di tích, thụ trọng thương về sau, lại phân thành nhiều đạo tàn hồn, lấy một loại phương thức đặc thù tồn tại. Đồng thời, những này tàn hồn là không cách nào rời đi thiên quật di tích. Một khi rời đi thiên quật di tích, sẽ phải gánh chịu thiên địa pháp tắc xóa bỏ. Ngoại lai người xâm nhập sao? Lý Huyền đột nhiên hứng thú, đã có tàn hồn tại, bắt một đạo tàn hồn vặn hỏi một cái chẳng phải sẽ biết tình huống. Lại tìm tới Hứa Viêm, như thế thích nhớ thương đồ đệ của ta đúng không? Lý Huyền đưa tay một chảo, một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Chụp vào vừa mới hiện lên cái kia một đạo tàn hồn. Hứa Viêm nhìn trước mắt nhảy vọt hạt châu, tàn hồn khí tức bao phủ, đang muốn xuất thủ đem diệt đi, liền thấy sư phụ xuất thủ. Bên trên trường thanh cát, Lý Huyền khoan thai ngồi trên ghế. Tại trên đầu hán phương, nho nhỏ đại hoang thần tướng hiện lên, khí tức thần bí cũng tại phun trào bên trong. Một cái màu đỏ nhạt hạt châu phiêu phù ở trước mặt hắn, quay tròn chuyển, chợt hạt châu nổi lên hiện ra một khuôn mặt người. Người trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi là người phương nào? Hạt châu bên trên mặt người, trầm giọng hỏi. Nói đi, cớ gì tìm tới đồ nhi ta? Lý Huyền nhưng là lãnh đạm nhìn xem mặt người hỏi. Mặt người thần sắc cứng lại, cau mày, trầm giọng nói, tất nhiên là các hạ đồ nhi, việc này dừng ở đây, làm sao? A, Lý Huyền khẽ cười một tiếng, nói rõ ràng, nói rõ, có thể còn có khoan nhượng, nếu không ngươi những này hồn lực, liền đều không cần tồn tại, các hạ cần gì chứ? Ta đơn giản gặp lệnh đồ vô cùng đặc biệt, cùng thiên địa này võ giả, đều không giống nhau, cho nên lên lòng hiếu kỳ mà thôi. Mặt người ngữ khí có chút sợ. Chỉ thế thôi. Lý Huyền lãnh đạm nhìn xem hắn, thật tốt bàn giao, thân phận, lai lịch, ý đồ, đều nói rõ ràng. Mặt người trầm mặc. Các hạ ta trêu chọc không nổi, như vậy coi như thôi. Mặt người đột nhiên bắt đầu tán loạn, nháy mắt tiêu trừ vô tung. Vậy mà lựa chọn bản thân diệt vong, cũng không nguyện ý lộ ra mảy may. Hoặc là không nghĩ chọc lên Lý Huyền cái này một vị, trong mắt hắn thâm bất khả trắc tồn tại.
tận khả năng ẩn tàng xuống thân phận để tránh bản thể bị để mắt tới. Ngược lại là quả quyết. Lý Huyền đối với cái này cũng không có cái gì tiếc nuối. Đối phương hiển nhiên không phải võ giả tầm thường, tất nhiên bản thân Tiêu Vong cũng không nguyện ý đắc tội chính mình, có thể thấy được chính mình cái này đại hoang thần khí tức thần bí, hù dọa đến đối phương. Tất nhiên muốn bản thân Tiêu Vong, cần gì phải còn cất giấu còn lại hồn lực đâu. Lý Huyền ánh mắt nhìn hướng thiên quật di tích, nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Hô! Gió nhẹ càn quét tại toàn bộ thiên quật di tích bên trong, tất cả tàn hồn giờ khắc này, đều bị càn quét đi ra, tại gió nhẹ bên trong băng diệt tiêu tán. Các hạ! Một thanh âm vang lên, chợt không tiếng động. Lý Huyền ánh mắt lạnh nhạt, tất nhiên không cách nào hỏi ra cái gì đến, không có bất kỳ giá trị gì, còn giữ làm cái gì. Tự nhiên là phất tay diệt hết. Thiên quật di tích chuyến đi kết thúc. Thu hoạch giải rác, gần như không có. Đến mức những cái kia tàn hồn, thì là hoàn toàn biến mất. Chỗ này thiên quật di tích, tại một khoảng thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì chỗ đặc thù. Trường thanh các phi thuyền từ thiên quật di tích đi ra, phó thiên hải chờ linh vực cường giả cùng một đám thiên kiêu, cũng nhộn nhịp rời đi thiên quật di tích. Thần kiều mở ra, cần 2 năm về sau, đợi đến thần kiều mở ra, liền có thể tiến vào thần kiều bờ bên kia. Đại Chu Hoàng mở miệng nói ra, đến mức thần kiều làm sao mở ra, lại là làm sao tồn tại, bọn họ cũng không biết. Mặc dù biết thần kiều bờ bên kia chi địa, lại đối với thần kiều bờ bên kia chi địa tình hình, bọn họ cũng không hiểu rõ. Siêu nhiên linh tông tồn tại, chính là đào móc linh thể thiên kiêu, bồi dưỡng đến linh vực cực hạn thời điểm, đưa vào thần kiều bờ bên kia bên trong. Dùng cái này lập xuống công lao, thời gian đến, cũng liền có thể tiến về thần kiều bờ bên kia. Linh vực cách cục, cũng là thần kiều bờ bên kia riêng phần mình sở thuộc thế lực chế định xuống, bây giờ linh vực cách cục đã phá vỡ, mà còn phương hạ phía sau, là một tôn thâm bất khả trắc tồn tại. Bởi vậy, siêu nhiên linh tông chỉ có thể cùng vạn thế minh bàn bạc, một lần nữa chế định linh vực cách cục. Đến mức thần kiều mở ra về sau, bờ bên kia sở thuộc thế lực, sẽ hay không có ý kiến, đây cũng không phải là bọn họ có thể xử lý sự tình, đến lúc đó tự nhiên là từ người mạnh hơn làm chủ. Phó thành chủ, Bích Hải Hắc Đàm bên trong, có một cái nho nhỏ thiên quật xuất hiện, ta từng tại nơi đó cảm ngộ qua. Hứa Viêm nhìn hướng Phó Thiên Hải mở miệng nói ra. Cái gì? Phó Thiên Hải đám người thần sắc đại biến. Băng Châu thiên quật xuất hiện, đã chế tạo tai kiếp to lớn như vậy. Bích Hải vậy mà cũng có thiên quật xuất hiện. Tại Bích Hải Hắc Đàm, Phó Thiên Hải thần sắc ngưng trọng lên. Đây là một nơi hung hiểm, tiến vào bên trong dễ dàng mất phương hướng. Không sai. Hứa Viêm gật đầu, đem chính mình phát hiện Hắc Đàm thiên quật sự tình, giải thích một lần, cuối cùng nói, ta tại thiên quật phụ cận, thả định Hàng Châu, hẳn là có thể tìm được, không dễ dàng mất phương hướng. Phó Thiên Hải mấy người cau mày không thôi, cái này cái gì định Hàng Châu? Bọn họ hoàn toàn không hiểu a, cái này tất nhiên lại là Phương Hạo bút tích. Vì vậy nhìn hướng Phương Hạo, Phương Minh Chủ, Bích Hải Hắc Đàm thiên quật sự tình. Phương Hạo trịnh trọng nói, việc quan hệ linh vực an nguy, ta vạn thế minh việc nghĩa chẳng từ, sau đó ta liền sẽ tiến đến, bố trí đại trận, đem cái này nho nhỏ thiên quật cho phong cấm. Như vậy, liền xin nhờ Phương Minh Chủ. Phó Thiên Hải chắp tay nói. Tiếp xuống, thương nghị một cái Bích Hải thiên quật sự tình. Phó Thiên Hải liền vội vàng rời đi, chuẩn bị dẫn đầu Hải Linh tộc cường giả, tiến về Hắc Đàm vì phong ấn thiên quật làm chuẩn bị. Thiên Vũ Điện chủ đám người, cũng riêng phần mình rời đi. Phương Hạo tại Trường Thanh các không có ở lâu, gặp nhau mấy ngày thời gian, được sư phụ chỉ điểm một phen về sau, liền cùng Nguyệt Trường Minh vội vàng rời đi. Linh vực cách cục, Băng Châu, Vân Châu, Đại Trạch Châu sự tình, đều cần xử lý. Mà Phương Hạo, đã chính thức tiếp trưởng Vạn Thế Minh. Cùng siêu nhiên linh tông hiệp thương, liên quan tới linh vực cách cục sự tình. Xích Miêu ở lại mấy ngày, cũng trở về Thiên Lăng Châu, làm đại yêu vương, dẫn đầu yêu tộc cùng Vạn Thế Minh hợp tác, tại linh vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi đi. Phong ba đã đi, linh vực đi vào một thời đại mới, theo một ý nghĩa nào đó, linh tông chí cao vô thượng thống ngự, bắt đầu kết thúc. Trường Thanh các tiến về Vân Châu, cho nơi đó gặp tai họa người chữa bệnh chữa thương, Hứa Viêm tại trải vuốt phá hư cảnh võ đạo chi pháp. Cũng tại góp nhặt nội tình, vì đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị. Tạ Thiên Hoành cùng thê tử Phó Vân, hành tẩu linh vực 18 châu, xông ra thuộc về hắn uy danh. Tạ Lăng Phong thì là lưu lại, ngay tại khổ tu bên trong. Tử Vận quấn lấy Mạnh Sung, la hét muốn đi theo Mạnh Sung cùng một chỗ xông xáo linh vực. Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu cũng lưu tại Trường Thanh Các, không muốn trở về Thái Miểu Tông. Thải Linh Nhi biết được Bích Hải Thiên Quật sự tình, thân là Hải Linh tộc nàng. Trong lòng có chút sốt ruột, nhưng cũng cuối cùng vẫn là không có rời đi, lựa chọn tiếp tục lưu lại Trường Thanh Các, lưu tại cao nhân bên cạnh. Đây là cơ duyên, nàng không muốn bỏ qua phen này cơ duyên. Trường Thanh Các vừa nóng náo loạn lên, nhân viên đầy đủ, mỗi ngày nhìn bệnh tật cũng nhiều.
Băng Châu Chi Biến bên trong tên kia ngoan tâm, tự tổn thần hồn chạy trốn một mạng, mật báo võ giả, cũng đi tới Trường Thanh Các cầu xem bệnh. Mạnh Sung đột phá thần nguyên cảnh viên mãn, Lý Huyền đại nhật tinh thần bất diệt thể, được đến tăng cường. Tố Linh Tú cũng đột phá thần nguyên cảnh viên mãn, lại hiểu rõ thần tướng cảnh phương pháp tu luyện, Lý Huyền đan y võ đạo, cũng đột phá thần tướng cảnh. Phương Hạo cũng tại thần tốc tăng cao thực lực bên trong. Lý Huyền đang nhìn Vũ Thiên Nam giao cho hắn, huyết linh còn sót lại. Viên kia hạt châu màu đỏ ngòm, có chút không đơn giản, ẩn giấu đi từng sợi hồn lực. Muốn bằng cái này minh ngục huyết châu phục sinh. Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, hắn hiểu được Vũ Thiên Nam lo lắng, sống lại người, chưa hẳn chính là huyết linh. Mà là, cái kia một đạo tàn hồn bản tôn. Huyết linh, cũng là ngoan nhân a. Bách mục huyết luyện công, thật là ma công a. Nhưng không thể không nói, xác thực có chỗ độc đáo, quả thật có chút cường đại. Lý Huyền nhìn xong bách mục huyết luyện công bí tịch, trong lòng cảm thán không thôi. Mà còn, hắn phát hiện cái này bách mục huyết luyện công, nhìn như cùng linh vực võ đạo rất tương tự, nhưng mà lại là cũng không phải là linh vực võ đạo, chỉ sợ là đến từ thiên địa bên ngoài công pháp, càng ngày càng có ý tứ. Thái thương giới bên ngoài, lại là cái gì tình huống? Lý Huyền đem bí tịch thu vào, có thể đối biên võ đạo có tham khảo chỗ. Lấy ra Thái Thương Thư tiếp tục xem, hắn muốn đem Thái Thương Thư triệt để khắc ghi, một khi khắc ghi Thái Thương Thư, cũng liền mang ý nghĩa, khắc ghi Thái Thương Thiên Địa Đạo Tắc, nếu không. Tiến tới là toàn bộ thiên địa bản nguyên biến hóa, toàn bộ thiên địa hạch tâm, đều ở hắn nắm giữ bên trong. Thần Kiều bờ bên kia, Thái Thương một chỗ khác địa vực, nơi đó thiên địa linh cơ càng sinh động, linh khí càng dày đặc. Lý Huyền trong lòng trầm ngâm. Thái Thương Thiên Địa, phân chia thành từng cái ô vuông giống như địa vực. Càng đến gần Thái Thương trong trời đất, thiên địa linh cơ cùng linh khí càng sinh động cùng nồng đậm. Võ đạo hạn mức cao nhất càng cao. Chỉ là, Thái Thương thiên địa tại sao lại như vậy ngăn cách ra? Mà còn mỗi cái địa vực ở giữa, lấy cửa ra vào, cầu liên kết, không cách nào tự do lui tới, ở trong đó nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Lý Huyền đối với cái này cũng rất là tò mò. Đi thần kiều bờ bên kia, không sai biệt lắm sẽ biết đáp án a. Lý Huyền thì thầm trong lòng. Luyện thần thiên nhân bên trên. Là thiên tôn, ngưng pháp thiên tôn, chân vương thiên tôn, bất hủ thiên tôn. Thần tướng cảnh, vốn nên đối ứng là ngưng pháp cảnh, nhưng ta võ đạo, thần nguyên cảnh bắt đầu, liền vượt qua thái thương võ đạo cảnh giới. Thần tướng cảnh thực lực, đối ứng luyện chân cảnh, cùng chân vương thiên tôn cùng cảnh, như thế nói đến, ta thực lực, so bất hủ thiên tôn, còn hơi kém hơn một chút. Thần kiều bờ bên kia vị trí, tất nhiên tồn tại bất hủ thiên tôn. Lấy trước mắt hắn thực lực. Cho dù có thể cùng bình thường bất hủ thiên tôn một trận chiến, nhưng đi thần kiều bờ bên kia, nhưng là cũng không phải là vô địch. Bất hủ phía dưới ta vô địch sao? Lý Huyền thì thầm trong lòng. Bất hủ thiên tôn, là một cái to lớn bay vọt, chính như đại thiên nhân cùng luyện thần thiên nhân đồng dạng, là một cái to lớn đường ranh giới. Cùng thiên địa cùng hợp, chấp trưởng một phương thiên địa vì tôn, họ cùng thiên địa đủ. Trên lý luận, thiên địa bất diệt, bất hủ thiên tôn sẽ không phải chết, đây là rất cường đại. Lý Huyền cảm thán một tiếng. Cái gì gọi là bất hủ, chính là bởi vì như vậy, tuổi thọ gần như vô tận. Chỉ có thể bị giết chết, mà sẽ không bởi vì tuổi thọ đến phần cuối mà kết thúc. Nhưng, phá hư cảnh càng mạnh, bất hủ thiên tôn cùng thiên địa cùng hợp, chấp trưởng một phương thiên địa vì tôn, nhưng phá hư cảnh, chính là phá vỡ thiên địa hư không, không nhận thiên địa pháp tắc gò bó, vượt qua thiên địa không gian mà đi. Chỉ cần vào phá hư cảnh, bất hủ thiên tôn không đáng để lo. Lý Huyền trong lòng sức mạnh tỏa ra. Lấy hắn đối với thiên địa pháp tắc, thiên địa đạo tắc hiểu rõ, vừa vào phá hư cảnh, một tay chấn áp bất hủ thiên tôn, cũng bất quá là dễ dàng sự tình. Mà phá hư cảnh, đã không xa, Hứa Viêm sắp triệt để đem phá hư cảnh võ đạo chi pháp, trải vuốt xong xuôi, lĩnh hội thông thấu. Chương 355, Hứa Viêm nhập thần thông. Hứa Viêm từ thiên quật di tích đi ra, liền bắt đầu trải vuốt phá hư cảnh võ đạo cảm ngộ, cho tới bây giờ đã không sai biệt lắm trải vuốt hoàn tất. Phá hư cảm ngộ đều nhất nhất nổi lên trong lòng. Làm sao từ thần tướng cảnh, bước vào phá hư cảnh, làm sao có đủ phá hư lực lượng, đều đã dần dần rõ ràng sáng tỏ. Từ Bích Hải Hắc Đàm nhỏ thiên quật bên trong cảm ngộ, lại đến Băng Châu thiên quật cảm ngộ, xuyên thủng đất trời, phá vỡ thiên địa hư không, làm sao không chịu thiên địa không gian gò bó, làm sao không chịu thiên địa pháp tắc gò bó. Đối với Hứa Viêm đến nói, đã có một đầu minh sắc đường. Phá hư cảnh võ đạo chi pháp, cũng liền từng cái bày ra, siêu thoát thiên địa bước đầu tiên, đã mở ra. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm, minh ngộ ngươi biên phá hư cảnh võ đạo chi pháp, ngươi đột phá hư cảnh. Đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Lý Huyền không có chờ quá lâu, đại đạo kim thư phản hồi tới. Phá hư cảnh, oanh. Một sát na này, phá hư cảnh võ đạo chi pháp,
hiện ra tại trong đầu hắn, phá hư cảnh huyền diệu, cũng nhất nhất hiện ra. Giờ phút này, thiên địa trong mắt hắn đã khác biệt. Phảng phất một ý niệm, liền có thể vượt qua hư không, đến thiên địa bên kia. Thiên địa pháp tắc, thiên địa đạo tắc, đều nhất nhất trong mắt hắn phơi bày ra. Mặc dù, không cách nào siêu thoát thiên địa, nhưng là không nhận thiên địa không gian ước thúc. Một quyền phía dưới, vượt qua không gian mà đi. Đây chính là phá hư cảnh à. Lý Huyền trong lòng kích động không thôi, chân chính sau khi đột phá, mới khắc sâu hơn minh bạch, phá hư cảnh cường đại. Mặc dù là hắn biên, tự nhận là đã biên cực kỳ cường đại. Thế nhưng làm sau khi đột phá, mới phát hiện chân chính phá hư cảnh, đã không phải là hắn đơn giản miêu tả có thể hình dung. Thần thông mạnh hơn. Phá hư cảnh thi triển thần thông, lại là kinh khủng bực nào uy lực. Lý Huyền quả thực không dám nghĩ. Bất Hủ Thiên Tôn, ta có hay không có thể một quyền đánh nổ. Giờ khắc này, Lý Huyền sức mạnh tăng nhiều, trong lòng ngứa một chút, hận không thể tìm Bất Hủ Thiên Tôn đánh một trận. Ngẩng đầu nhìn về phía nội vực vị trí, giờ phút này trong mắt hắn, linh vực cùng nội vực bình chướng rõ ràng hiện ra, thì ra là thế. Nội vực cùng linh vực bình chướng chính là thiên địa pháp tắc tạo thành, phảng phất thái thương thiên địa bản thân tạo thành một cái ô vuông. Mà linh vực chi môn thì là pháp tắc tạo thành chi môn. Dựa theo nhất định phương thức, có thể làm cho lực lượng pháp tắc tả hữu tản ra, cửa ra vào tự nhiên là mở ra. Thông hướng thần kiều bờ bên kia, lại là làm sao? Thần kiều, cũng là thiên địa pháp tắc tạo thành. Lấy ra thái thương thư đến, giờ phút này xem xét đạo tắc, liền thay đổi đến dễ dàng khắc ghi. Quả nhiên, chỉ có cảnh giới tăng lên, mới có thể càng dễ dàng khắc ghi cùng lĩnh ngộ. Lý Huyền trong lòng phấn chấn không thôi. Phá hư cảnh. Cảnh giới tiếp theo, cũng nên chuẩn bị xong. Hứa Viêm khoảng cách thần thông, không xa. Lý Huyền trầm ngâm một phen, đột phá phá hư cảnh về sau, đối với võ đạo cảm ngộ, có càng nhiều ý nghĩ. Dù sao cảnh giới càng cao, võ đạo phương hướng tu luyện, cũng rõ ràng hơn minh bạch, càng dễ dàng biên ra càng mạnh võ đạo tới. Lý Huyền trầm ngâm một chút, đối với kế tiếp võ đạo, có đại khái phương hướng. Phá hư cảnh về sau cảnh giới võ đạo, cùng với thân thể võ đạo đại nhật tinh thần bất diệt thể đến tiếp sau tu luyện, đều nên biên đi ra. Kỳ môn võ đạo tiến một bước phát triển. Cũng nên biên một biên, mặc dù kỳ môn võ đạo phương hướng đã xác định, nhưng có thể tiếp tục tăng thêm mới ý nghĩ, khai thác kỳ môn võ đạo con đường. Môn thứ 5 võ đạo, cũng nên dành thời gian suy nghĩ một chút. Lý Huyền trầm ngâm. Thần thông võ điển biên đi ra thần thông còn chưa đủ, tiếp xuống cố gắng phương hướng, chính là thần thông võ điển, bao gồm làm sao lấy bất hóa chi khí, tu luyện thần thông chi pháp. Xác định phương hướng cùng mục tiêu về sau, Lý Huyền nhìn như tự nhiên tự tại, kỳ thực đã tại công việc lu bù lên. Thời gian trôi qua, Vân Châu thế cục dần dần ổn định lại, tại Vân Châu Trung ương xuất hiện một cái to lớn hồ nước, phía trên hòn đảo đều là đã từng đại sơn. Cái này to lớn hồ nước, được đặt tên là Vân Châu Thiên Hồ. Theo Vân Châu nước, hội tụ đến Thiên Hồ, tàn tạ thành lớn hiện ra tại trước mắt, một mảnh thê thảm hình dạng. Trận này hạo kiếp bên trong, Vân Châu thương vong đã không cách nào tính toán. Vân Châu Linh Tông, thế gia đều tổn thất nặng nề, mà linh vực cách cục, cũng xuất hiện biến hóa, không còn là Linh Tông cường có lực thống ngự. Từng tòa thành lớn tại Vân Châu thành lập, bên ngoài châu mà đến võ giả, cũng bắt đầu tại Vân Châu ở xuống dưới. Vạn Thế Minh cùng siêu nhiên Linh Tông vẫn còn tại tiến hành, nhưng đã cơ bản đạt tới một cái phổ biến chung nhận thức, chính là tán tu địa vị, được tăng lên, cùng Linh Tông võ giả cùng cấp. Linh vực võ đạo giới trật tự, hoặc là nói quy củ, ngay tại chế định bên trong. Phương Hạo đã lên đường tiến về Bích Hải Hắc Đàm, phong ấn chỗ kia thiên quật sự tình. Trường thanh các phi thuyền tung bay ở Vân Châu Thiên Hồ bên trên. Mỗi ngày đều xếp hàng đội ngũ thật dài, đang đợi cầu xem bệnh. Hứa Viêm ngay tại dành dụng nội tình, vì đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị. Mạnh Sung cùng Tố Linh Tú cũng là như thế, chỉ là hai người khoảng cách dành dụng đầy đủ nội tình, còn kém không ít. Mạnh Thư Thư cuối cùng muốn đột phá thần ý cảnh. Thạch Nhị cùng Chu Anh không ngừng hâm mộ, bất quá hai người khoảng cách đột phá thần ý cảnh, cũng đã gần. Mặc dù đột phá thần ý cảnh thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng thần ý cảnh tại linh vực, căn bản không coi là cái gì, dù sao bọn hắn thực lực không thể cùng Tạ Lăng Phong so sánh. Lý Huyền tại biên thần thông võ điển, đang vì võ đạo đại nghiệp vắt hết óc. Mà siêu nhiên Linh Tông các cường giả, thì là bắt đầu chuẩn bị chờ đợi thần kiều mở ra. Ngươi đổ đệ Hứa Viêm, tâm kiếm cảnh viên mãn, ngươi thực tuệ kiếm cảnh tiểu thành. Đại đạo kim thư phản hồi tới. Hứa Viêm cuối cùng tâm kiếm cảnh viên mãn, khoảng cách tuệ kiếm cảnh càng gần một bước. Tuệ kiếm cảnh về sau kiếm đạo cảnh giới, cũng nên chuẩn bị xong. Lý Huyền thì thầm trong lòng. Vài ngày sau, đại đạo kim thư lại tới phản hồi. Đồ đệ ngươi Mạnh Sung, tìm hiểu ra minh đao cảnh phương hướng tu luyện, minh ngộ minh đao cảnh con đường, ngươi minh đao cảnh nhập môn. Trong lòng Lý Huyền vui mừng, đao đạo cũng đã nhận được tăng lên. Mạnh Sung rốt cuộc tìm được, minh đao cảnh con đường tu luyện, không dễ dàng a.
Lý Huyền trong lòng cảm thán một tiếng. Mạnh Sung đao đạo cảnh giới, cũng đã đột phá tàng đao cảnh đại thành. Hôm nay, nhập thần thông. Hứa Viêm ánh mắt bình tĩnh, nội tâm nhưng là ít nhiều có chút kích động. Cuối cùng dành dụng đầy đủ nội tình, có thể đột phá thần thông cảnh, vừa vào thần thông, lại chính là cường đại cỡ nào. Trường Thanh Các tạm dừng tiếp trận, phi thuyền đằng không mà lên, lơ lửng tại trong mây bên trên. Hứa Viêm khoanh chân ngồi tại trên đám mây, toàn thân trên dưới có một vệt thần quang mờ mịt. Khí tức đang mạnh lên bên trong, thần quang chiếu rọi bốn phương. Thần thông cảnh a. Tạ Lăng Phong một mặt cảm thán chi sắc, Hứa Viêm muốn đột phá thần thông cảnh, hắn cách thần thông còn quá xa xôi. Hiện tại bất quá là thần nguyên cảnh tiểu thành mà thôi. Lý Huyền cũng một mặt vẻ chờ mong, Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, sẽ sinh ra cái gì thần thông? Kiếm đạo thần thông là tất nhiên sẽ sinh ra, mà còn khả năng không chỉ một môn kiếm đạo thần thông. Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, sẽ sinh ra mấy môn thần thông? Đột phá thần thông cảnh, bản thân sinh ra thần thông, theo cảnh giới tăng lên, mà không ngừng tăng lên, là không có lên hạn, xưng là võ giả tiên thiên thần thông cũng không gì không thể. Mà tu luyện ra được thần thông, cùng bản thân sinh ra thần thông, là có nhất định khác biệt. Hứa Viêm tại đột phá thần thông cảnh, trong mây bên trên, phong vân dũng động, còn chưa đột phá lúc, đã có khí thế cường đại tại tập hợp bên trong. Lý Huyền tâm niệm vừa động, tất cả đột phá động tĩnh, đều bị phong tỏa. Đại sư huynh sẽ sinh ra cái gì thần thông a? Tố Linh Tú hiếu kỳ nói, khẳng định là rất mạnh thần thông. Mạnh Sung sờ lấy trụi lùi đầu nói, các ngươi nói thần thông, là dạng gì? Tử Vận tò mò hỏi. Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu mấy người cũng nhìn lại, võ đạo thần thông đến tột cùng là cái dạng gì? Chưa bao giờ thấy qua a? Các nàng tu luyện võ đạo, là không tồn tại thần thông cái này khái niệm. Đương nhiên là rất mạnh bộ dáng. Mạnh Sung trầm giọng nói. Tử Vận liếc mắt, đây không phải là nói nhảm sao? Thần thông ngàn vạn, đều có khác biệt, mạnh yếu cũng khác biệt. Lý Huyền lạnh nhạt nói, tiền bối, chúng ta có thể tu luyện thần thông sao? Đỗ Ngọc Anh tò mò hỏi, nhìn chính các ngươi cảm ngộ. Lý Huyền không có đem lại nói chết. Đỗ Ngọc Anh mấy người nghe vậy, không nhịn được động tâm. Nếu là cũng có thể tu luyện thần thông, thực lực chẳng lẽ không phải càng mạnh? Bất quá, thần thông dù sao không thể coi thường, chính là võ đạo hạch tâm công pháp, các nàng cũng không tiện mở miệng cầu thần thông phương pháp tu luyện. Chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Sắp đột phá rồi. Lý Huyền trong lòng kích động, không biết Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, sẽ làm sao thuế biến. Trong mây bên trên thân Hứa Viêm thần quang mờ mịt, dần dần co vào trong thân thể, mơ hồ trong đó có một cỗ càng thêm thần diệu ánh sáng, tại thể nội như ẩn như hiện. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm, tu luyện ngươi biên võ đạo, đột phá thần thông cảnh, ngươi thần thông uy lực gấp trăm lần tăng phúc, đại đạo kim thư phản hồi tới. Bất Hủ Thiên Tôn, cái nào có thể tiếp ta một đạo thần thông? Lý Huyền trong lòng kích động không thôi, hắn thần thông vốn là vô cùng cường đại, bây giờ uy lực tăng phúc gấp trăm lần, một đạo thần thông phía dưới, Bất Hủ Thiên Tôn cũng có thể nhẹ nhõm đánh nổ a. Sức mạnh tăng nhiều. Ta tiếp tục vô địch. Lý Huyền cả người đều sảng khoái không thôi, quả nhiên thế gian lớn nhất vui vẻ, chính là thực lực tăng lên mang tới vui vẻ. Hứa Viêm tiếp tục tại đột phá bên trong. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm, đột phá thần thông cảnh lúc cực điểm thăng hoa. Lột xác thành Sơn Hà Thánh Cốt, ngươi thu hoạch được tiên thiên Sơn Hà Thánh Cốt. Lý Huyền giờ khắc này, chỉ cảm thấy có một loại thần thánh quang huy cảm giác, Sơn Hà chi tượng tại thể nội hiện lên, huyền lại huyền thần thánh chi ý bao phủ. Phảng phất một ý niệm, trong cơ thể Sơn Hà có thể hóa ra thương sinh. Sơn Hà Thánh Cốt a. Lý Huyền phấn chấn không thôi, Hứa Viêm cảnh giới tiếp theo đột phá, tất nhiên chính là trở thành thánh thể. Ta nói chung minh bạch, tiếp tục thuế biến đi xuống, sẽ là cái gì thể chất? Lý Huyền trong lòng có minh ngộ. Nên sinh ra thần thông a. Lý Huyền yên lặng nhìn chăm chú lên Hứa Viêm đột phá, đến giờ phút này, thần thông cũng sẽ sinh ra. Một đạo kiếm quang, ở trên người Hứa Viêm nổi lên, Sơn Hà bao phủ, hắn vị trí cái kia một phiến khu vực, trong một chớp mắt, biến thành Sơn Hà. Chỉ thấy Sơn Hà, không thấy người. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, sinh ra thần thông trong kiếm Sơn Hà, ngươi thu hoạch được thần thông trong kiếm Sơn Hà. Hứa Viêm đạo thứ nhất thần thông, quả nhiên cùng kiếm đạo có quan hệ. Trong kiếm Sơn Hà, cùng kiếm Lý Càn Khôn cùng loại, chỉ là hơi yếu một chút, nhưng cũng rất mạnh. Lý Huyền âm thầm gật đầu. Hứa Viêm cái môn này thần thông, tại hắn dự liệu bên trong, dù sao Sơn Hà kiếm đạo, là Hứa Viêm cảm ngộ ra đến kiếm đạo, hóa thành thần thông cũng không thể bình thường hơn được. Lấy Hứa Viêm võ đạo cảm ngộ, Sơn Hà kiếm đạo có thể tiếp tục tăng cường, cũng liền mang ý nghĩa. Trong kiếm Sơn Hà môn thần thông này, Hứa Viêm lại không ngừng tăng cường. Lý Huyền trong lòng như có điều suy nghĩ. Lấy Hứa Viêm ngộ tính, tất nhiên lại không ngừng tăng lên kiếm đạo thần thông. Sơn Hà biến mất, Hứa Viêm thân hình một lần nữa hiện lên, chợt ở trong cơ thể hắn, hai đạo huyền diệu kiếm quang hiện lên mà ra.
lại là kiếm đạo thần thông. Hứa Viêm sinh ra môn thứ hai kiếm đạo thần thông. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, sinh ra thần thông âm dương bất diệt kiếm, ngươi thu hoạch được thần thông âm dương bất diệt kiếm. Lý Huyền trong lòng chấn động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Môn này kiếm đạo thần thông không sai, âm dương tuần hoàn luân chuyển, có thể đem công kích của địch nhân, ngược lại đưa về cho địch nhân. Có điểm giống đầu chuyển tinh di, nhưng âm dương bất diệt kiếm, biến hóa càng nhiều, càng huyền diệu hơn. Hứa Viêm sinh ra môn thứ hai kiếm đạo thần thông, hiển nhiên là đến từ hắn sinh tử kiếm luân. Âm dương bất diệt kiếm, không những có thể đem công kích của địch nhân phản trở về, cũng có thể gia trì tự thân công kích, thậm chí có thể đem công kích của địch nhân không ngừng tích góp, hóa thành âm dương bất diệt kiếm sức phòng ngự, thậm chí trong nháy mắt, đem dành dụng công kích, nháy mắt phản kích trở về. Mà còn, âm dương bất diệt kiếm sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng, muốn chớp mắt công phá âm dương bất diệt kiếm, thực lực nhất định phải mạnh hơn Hứa Viêm ít nhất 3 lần trở lên. Nếu không, căn bản là không có cách đánh tan âm dương bất diệt kiếm. Cái này thần thông mới ra, cho dù đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân, cũng có thể không chút phí sức ứng tiếp xuống. Hứa Viêm tiếp tục đột phá, thần thông sinh ra còn không có đình chỉ. Âm dương kiếm quang biến mất, chợt một cỗ lăng lệ sát phạt, tuyệt diệt thiên địa kiếm ý như ẩn như hiện, kiếm quang lăng lệ, mang theo một vệt nhàn nhạt màu đen đỏ. Lý Huyền chấn động trong lòng, đây là thuần túy sát phạt kiếm đạo thần thông. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, sinh ra thần thông tuyệt thiên nhất kiếm, ngươi thu hoạch được thần thông tuyệt thiên nhất kiếm. Tuyệt thiên nhất kiếm, một kiếm phía dưới, thiên địa đều có thể tuyệt diệt. Đương nhiên, muốn tuyệt diệt thiên địa cần rất mạnh thực lực, xa không phải thần thông cảnh có thể làm được, nhưng bởi vậy có thể thấy được, cái môn này thần thông sát phạt mạnh. Không hổ là ta võ đạo kẻ khai thác, cái này thần thông đủ mạnh. Lý Huyền vui mừng không thôi. Đại đồ đệ xưa nay sẽ không để chính mình thất vọng. Ba môn kiếm đạo thần thông, sinh ra ba môn thần thông, sẽ còn tiếp tục sinh ra thần thông sao? Lý Huyền chờ mong không thôi. Hắn đột phá thần thông cảnh lúc, sinh ra 5 môn thần thông, Hứa Viêm hẳn là cũng sẽ sinh ra 5 môn thần thông mới là. Dù sao, Hứa Viêm mỗi sinh ra một môn thần thông, hắn cũng sẽ gia tăng một môn thần thông. Hắn nắm giữ thần thông, là xa xa vượt qua đồ đệ. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm đột phá thần thông cảnh, sinh ra thần thông chân long giận, ngươi thu hoạch được thần thông chân long giận. Thần thông, chân long giận. Đây là đến từ hàng long trưởng thần thông. Chân long chi nộ, thiên địa biến sắc. Không sai, môn thần thông này uy lực cũng rất mạnh, gần với ta thần long hàng thế. Chân long giận cùng thần long hàng thế so sánh, đương nhiên phải yếu một chút, bất quá chân long giận loại kia cuồng bạo chi uy, nhưng là mạnh hơn thần long hàng thế. Thần long hàng thế môn thần thông này, long uy to lớn, uy nghiêm vô thượng, mà chân long giận thì là một loại cuồng bạo thái độ, cả hai có chỗ khác biệt. Môn thứ tư thần thông, sẽ còn tiếp tục sinh ra môn thứ năm thần thông sao? Lý Huyền nhìn chăm chú lên đột phá bên trong Hứa Viêm. Đầy cõi lòng chờ mong, cuồng bạo chân long chi uy biến mất về sau, trên thân Hứa Viêm lại hiện ra lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang. Gần như không thể phát giác lôi quang, bất quá là nháy mắt lóe lên, vô cùng yếu ớt, phẳng phất hòa vào giữa thiên địa, vô ảnh vô tích, không chỗ có thể tìm.